Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như quay trở lại với video livestream của bốn anh em thần tài chứng khoán trong giờ khớp lệnh phiên giao dịch ngày 17 tháng 4 năm 2024 nha. Thì VN Index trong phiên hôm qua có một cái phiên khá là rung lắc, có những cái biến động rất mạnh, có lúc giảm đâu đó hơn 20 điểm. Tuy nhiên về cuối phiên thì đã đóng cửa chỉ lanh quanh tham chiếu, đã kéo lên đóng cửa lên quanh tham chiếu chỉ giảm nhẹ 0.9 điểm thôi. Như vậy thì VN30 trong phiên ATC lại tiếp tục kéo lên xanh điểm, giữ được trên đâu đó ở quanh 4 điểm ha. Như vậy thì điều này cho chúng ta thấy rằng thị trường đang có những cái dòng tiền, những cái sự hưng phấn đã quay trở lại và đón những cái nhịp rung rũ mạnh để bắt đáy, để có những cơ hội hồi phục trong thời gian sắp tới để họ tham gia đầu tư trong giai đoạn này. Thì chúng ta xét thêm về những góc nhìn đánh giá về cái xu hướng của thị trường. Thì trước tiên nhìn về cái góc nhìn ở trong trung hạn thì hiện tại vẫn đang là một trạng thái tích lũy. Rồi thì như về đồ thị tuần thì hiện tại có cái biên hỗ trợ quanh 1.205 và trong phiên hôm qua đã có lúc nhúng xuống dưới ở mức đâu đó 1.192 rồi. Sau đó rút chân lên một cách ngoạn mục và có khá nhiều những mã cổ phiếu như nhóm ngành chứng khoán đã đóng góp rút chân ở trong phiên ngày hôm qua ha. Như vậy thì chúng ta sẽ xét thêm về cái xu hướng ngắn hạn của VN Index. Như vậy thì hiện tại VN Index đã tạo ra một cái trạng thái mất cân bằng, một cái vùng hút giá lên và cái kháng cự đâu đó quanh 1.237 đến 1.242. Và như trong phiên hôm qua em cũng đã có đánh giá và chia sẻ cái xu hướng của thị trường, trong phiên hôm qua sẽ là cùng một cái phiên giằng co biến động mạnh, chưa có lực hồi nhanh, tuy nhiên sẽ có cái cơ hội trong phiên hai phiên tiếp theo, đó là phiên hôm nay và phiên tiếp theo nữa là phiên ngày thứ sáu, và duy trì trong hai phiên sẽ có những cái cơ hội hồi phục hướng lên 1.237 ha, 1.237 đến 1.242. Ngắn hạn hơn nhìn về đồ thị 15 phút của VN Index thì hiện tại đang có những cái biên hỗ trợ gần nhất quanh vùng 1.203 cho đến 1.205. Như vậy thì trong phiên sáng hôm nay nếu như thị trường không tiếp tục hưng phấn tích cực thì cũng có thể chỉ quanh đi về test lại những cái biên hỗ trợ trong ngắn hạn và nó tiếp tục hồi phục lên 1.236, 1.237, 1.240. Thì đó là kịch bản trong hai phiên tiếp theo có thể xảy ra diễn biến hồi phục khá tích cực. Thì sau cái nhịp này hồi phục tích cực trở lại thì anh chị nào muốn cơ cấu hay hạ bớt tỷ trọng thì lúc đó chúng ta xử lý. Còn giai đoạn hiện tại thì đang trong một nhịp hồi phục thì anh chị cũng đừng quá hoảng loạn trong giai đoạn này, thì có thể là sẽ chưa có cái những cái biến động lớn đâu. Khả năng ít nhiều phải có những sự test lại những cái vùng kháng cự trước đó và có những sự giằng co, thì sau đó mới có cái khả năng nó tiếp tục hồi phục hay là tích lũy tiếp. Thì sau đó chúng ta sẽ xét thêm cái lực cầu vào cũng như là những cái dòng tiền có tham gia hay không, những cái nhịp nào giữ được trên những biên hỗ trợ hay không, thì chúng ta sẽ phân tích và đánh giá tiếp cái xu hướng của thị trường. Ok, hello, xin chào quý anh chị em nhà đầu tư nha. Xin chào anh chị em quay lại với chương trình livestream thần tài chứng khoán của bốn anh em. Thì có thể thấy được là trong phiên ngày hôm qua thì chúng ta có một cây nến rút chân á. Thì cái nến rút chân nó cũng giống như tương tự giống như cái phiên ngày 22 tháng 8 á. Thì có thể sau đó thị trường chúng ta sẽ có những cái nhịp hồi phục đi lên. Và chúng ta thì chưa biết được là thị trường nó sẽ hồi phục đi lên đến đâu. Nên trong những cái nhịp mà sắp tới á, khi mà thị trường có những cái tín hiệu đầu tiên là hồi phục về những cái vùng mà chúng ta gãy qua, những cái vùng 1240, 1245. Đó là những cái vùng áp lực tiếp cung rất là lớn. Thì em nghĩ là với cái thời điểm hiện tại anh chị, là chúng ta nên giữ cái vị thế tiền mặt nhiều hơn các cổ phiếu, và đâu đó những cái cổ phiếu yếu thì em nghĩ là anh chị em nên cơ cấu sớm để lựa chọn những cái nhóm ngành cơ bản cái giai đoạn sau, cũng như là chúng ta có một cái sức mua để có thể là mua được những cái cổ phiếu với cái những cái vùng giá tốt hơn. Thì trong thời gian vừa qua thì có thể thấy được là một cái phiên, trong hai phiên giảm qua thì có rất là nhiều cổ phiếu giảm từ 10-15%. Và cái đà hồi phục lại trong phiên hôm qua, mặc dù có một cái cú rút chân khoảng 23 điểm, tuy nhiên là rất nhiều cổ phiếu chỉ hồi được 1-2%. Thì cái điều này anh em cũng đã chia sẻ với mọi người rồi, là có thể là khi mà thị trường hồi phục thì cổ phiếu nó sẽ không hồi phục như ý muốn. Nên em nghĩ là trong cái giai đoạn này thì chủ yếu chúng ta cũng sẽ có những cái hành động là đưa tỷ trọng tài khoản về mức an toàn.
đưa tiền trong tài khoản mới mới an toàn nha anh chị. Ok, thì với cái thời điểm hiện tại thì đánh giá là thị trường của chúng ta thì cũng đâu đó là sẽ tích lũy quanh những vùng này, phiên sáng nếu mà tích cực á thì có thể là sẽ nhúng về một cái nhịp test lại những cái vùng 1205. Ở 1205, nhưng mà sáng nay thì thấy cái đà tăng ATO như thế này thì em thấy là khá là khó đấy. Có thể sẽ là một cái phiên hồi phục luôn. Tuy nhiên là chúng ta không thể chủ quan được trong giai đoạn này nha anh chị. Vẫn chỉ tập trung vào cái cổ phiếu và cái mục tiêu của chúng ta là hạ tỷ trọng danh mục. Thì nên giữ vững cái tâm lý đó nha anh chị. Rồi ok, như vậy là trong phiên ATO, hiện tại thì thị trường mở cửa cho ATO thì VN Index tăng 4.62 điểm. Rồi VN30 thì cũng tăng 5.35 điểm ha. Điều này cũng cho thấy một cái sự hưng phấn trở lại khi thị trường có những cái phiên rút chân khá là ngoạn mục, những mã cổ phiếu đều rút chân rất là tốt, đặc biệt là nhóm cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán nha anh chị. Thì nhóm cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì như anh em trong room cũng có chia sẻ cho một số anh chị tham gia đón những cái nhịp hồi tại những cái biên hỗ trợ ha. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đánh giá trước cái góc nhìn đầu tiên là một cái nhịp T cộng. Tiếp theo đó chúng ta sẽ xét lại cái xu những cái xu hướng của thị trường có thể nó có tiếp diễn trong cái nhịp hồi phục tới hay không. Thì chúng ta sẽ phân tích và đánh giá tiếp ha. Thì hôm qua cũng có khá nhiều những mã cổ phiếu nhóm chứng khoán em cũng đã có đánh giá và chia sẻ gửi cho anh chị tham khảo một số mã cổ phiếu này. Trước tiên là VCI nè, rồi SHS này, rồi AGR này. Đây là những cái mã cổ phiếu nhóm chứng khoán sau khi đã test lại cái biên hỗ trợ bên dưới vùng giao găm 65 cũng như những biên hỗ trợ những vùng mây và đã rút chân lên khá là tích cực ở trong phiên. Thì trước tiên thì hôm qua em chỉ đánh giá được trước tiên là nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán thôi. Ngoài ra thì những mã cổ phiếu nhóm ngành khác cũng chưa có đồng thuận ở nhịp này. Khá nhiều mã cổ phiếu vẫn còn đang giảm tương đối là mạnh. Về nhóm cổ phiếu nhóm ngân hàng thì ở trong phiên hôm qua cũng có những sự giằn co, cũng có những sự kéo lên. Tuy nhiên em cũng không đánh giá quá cao về cổ phiếu này, bởi vì thực ra nhóm cổ phiếu ngân hàng hầu như chưa lấy lại những cái sự cân bằng, những cái mức hỗ trợ tốt. Còn nhóm chứng khoán là nhóm đã tích lũy rất lâu nay rồi và đã có những cái phiên rũ xuống quay về nền hỗ trợ rất là tốt, thì đây cũng là những cơ hội cho anh chị tham gia để đầu tư đón những cái sự hồi phục trong thời gian tới ha. Để anh chia sẻ. Để chú chia sẻ chút. Rồi anh chị đang xem live có thể là chia sẻ video hoặc là để lại những cái lượt like để ủng hộ cho anh em ha. Rồi ok, như vậy thì chúng ta quay trở lại với thị trường cũng đang có những cái nhịp phục hồi cũng tương đối là tốt nha anh chị. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho anh chị lướt T hàng T cộng, trước tiên là hàng T cộng và sau đó sẽ xem cái diễn biến tiếp theo của thị trường. Và vẫn có cái kịch bản trong phiên hôm qua, chỉ là những cái tin tức không quá rõ ràng và sẽ có những cái cơ hội, đây là một cái dòng tiền bắt đầu đón cái dịp này để có những cơ hội hồi phục luôn, tạo thành một con sóng mới, vẫn có kịch bản xảy ra nha anh chị. Không phải là một cái phiên giảm mạnh như vậy là sẽ phủ nhận cả một cái xu hướng của thị trường đâu. Có thể là những cái sự giằng co vì những cái tin tức chưa quá chính xác cho nên sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Thực ra vẫn có những cái cơ hội tiếp tục hồi phục nha. Cho nên giai đoạn này anh chị đừng quá lo lắng hoặc hoảng loạn để có những cái xử lý sai khi có thể là mất hàng của mình để như nắm giữ trong danh mục ha. Nắm giữ danh mục trung hạn ha.
Rồi thì ở VN30 trong phiên sáng nay có khá nhiều những mã cổ phiếu cũng là đến từ nhóm ngân hàng và một số mã cổ phiếu đầu ngành cũng đóng góp khá tích cực nè, như VNM ở SAB, rồi Masan, rồi BVH, VGC, rồi GAS, rồi MWG, nói chung là GBR, khá nhiều những mã cổ phiếu đến từ VN30 cũng đóng góp tích cực ở trong phiên hôm nay. Thì điều đặc biệt hàng đầu đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Rồi ngân hàng thì có gồm có những mã cổ phiếu như là VIB này, SHB, BID, STB, rồi VPB, CTG. Rồi khá nhiều mã cổ phiếu đóng góp tích cực ở trong phiên sáng hôm nay. Rồi chào em Đạt nha. Rồi chào cả nhà nha. Rồi trường nó xanh mát trở lại cả nhà ơi, lên 1220 trở lại rồi ha. Khả năng thị trường sẽ mở gap up mà. Không biết anh em đã mua được cổ phiếu CDS chưa? Khả năng tối nay tiếp tục tăng 3% nè. Với hôm qua tăng 3% là gần như lấy gì là đã mất rồi nha. Lên 41 trở lại rồi. À, chúng ta mua 1.40 đúng không? Bắt đầu có lãi nha. Từ cái phiên mà em đặt hô mua ngày thứ hai nha. Hơi xuôi xíu là bạn giảm 7% ngay sau đó luôn. Trong phiên có lúc là 3% nhưng mà cuối phiên thì bị vạ lây bán lan hoa bảy lộ 7% nha. Hiện nay thị trường đang hồi phục tương đối tốt nè. Rồi phái sinh thì chúng ta cùng coi hôm nay phiên rất quan trọng của đang phái sinh nha. Anh em lo tập trung một chút vì thế nha, trước khi thị trường tự chốt nha cả nhà. Rồi thị trường đang mở cái góc up phái sinh trở lại là 1233 ha. 6. Rồi thì trong phiên sáng hôm nay thì chúng ta cùng xem một số mã cổ phiếu về nhóm cổ phiếu dầu khí này. Trước tiên PVT, BSR, OI, PVD, PLX cũng đang có đóng góp một cái sắc xanh khá là tốt. Đặc biệt PVT đang có cái mức giá trần ở trong phiên IPO ha. Rồi tiếp theo như là nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng thì khá nhiều những mã cổ phiếu cũng đồng thuận tích cực nè. Những mã cổ phiếu có trọng số nhỏ như VAB, rồi BVB, NVB rồi cũng đang có đóng góp tích cực hàng đầu cho nhóm cổ phiếu ngân hàng ha. Nói đuôi tiếp theo sau đó là khá nhiều những mã cổ phiếu khác. Rồi về nhóm cổ phiếu bất động sản. Rồi nhóm bất động sản cũng khá nhiều những mã cổ phiếu cũng đã hồi phục ở trong phiên sáng hôm nay ha. Rồi điều này cho chúng ta thấy rằng thị trường đang có những cái sự đóng góp khá là đồng thuận tất cả những cái mã cổ phiếu đến từ các nhóm ngành. Điều này thì có thể sẽ có những cái nhịp hồi phục khá tích cực ở trong phiên hôm nay và phiên ngày mai. Như em đã có đánh giá và chia sẻ từ trước đó, cái xu hướng khả năng sẽ có những nhịp hồi phục trước khi có những sự giằng co tích lũy trở lại một nhịp. Và cái vùng kháng cự gần nhất sẽ quanh 1237 đến 1242 nha anh chị. Rồi như vậy thì đã bắt đầu mở cửa phiên giao dịch rồi. Thì hiện tại thì VN Index đã mở gap tăng 5.79 điểm ha. VN30 thì cũng mở gap tăng 4.16 điểm. Ừ, xin chào anh Văn Bùi Trung nha. Hôm nay có một cái sự tích cực đó chị, một sự tích cực là sau khi ngày hôm qua các công ty chứng khoán đã phọt sale xong đó, trong phiên sáng đó, thì sáng ngày hôm nay thì cái lượng margin nó cũng không còn nhiều nữa, thì đó sẽ là cái vùng một cái lực mua tiềm năng, một cái lực mua tiềm năng nha anh chị, đó, một cái lực mua tiềm năng cho thị trường của chúng ta thời điểm hiện tại.
Hôm nay thì khả năng là không còn phọt sale phiên sáng nữa rồi. Tại vì muốn phọt sale rồi, phọt sale ngày hôm qua hết rồi. Rồi, vít đã lấy là mất 18 đó nha. Chúng ta chỉ lỗ khoảng 1.000 đồng thôi. So với mất 19 chúng ta mua ha. 19.1 gì đó. 1 mà chia cho 19 nè. Rồi khoảng 5%. Ok, nói chung tất cả cổ phiếu chúng ta mua nếu mà chiều nay hàng về thì chỉ nguyên mức giá này đóng mở cửa ngày hôm nay nè. Khả năng không lỗ nhiều nha. Như con CDS thậm chí còn về bờ rồi. Mình giá 40.5 rồi CDS về bờ cả nha. Chúc mừng cả nhà nha, CDS đã về bờ. Anh Huy Hoàng có hỏi ớt giá nào mua T cộng được vậy các anh em. Em cảm ơn. Hôm qua ớt có điểm mua khá là đẹp rồi anh chị. Em có cả kể cả tín hiệu mua mới luôn đã cho anh chị tham gia. Quanh cái vùng giá 18.8 nha. Ớt thì về test đúng biên hỗ trợ và rút chân lên như trước đó anh em đã chờ rất là lâu rồi. Chờ khá lâu về cổ phiếu này ha. Ớt là quanh đúng giá 18.8 luôn. Và rút chân lên, hiện tại là 19.5 rồi. Thì cái nhịp đầu tiên thì đánh hàng T cộng lên thì ở cái vùng kháng cự quanh vùng giá là 20 ha, 20 cộng trừ sẽ có một cái vùng kháng cự không quá mạnh, thì chúng ta sẽ chờ nó có vượt hay giữ được hay không, hay là chốt T trong ngắn hạn ha. Những bất động sản DG đang tăng nhẹ khoảng gần 1%, 0.8%. Novaland cũng đang tăng là trở lại những mốc 16 này. Ngoài ra thì chúng ta không thấy chú ý gì nhóm bất động sản cũng đang lên sình thôi. Rồi thị trường chung hiện nay thì có C4G lên, VRE lên khoảng 3-4%. Nhưng VIX là giảm 2.6%. Covid này gần như là lấy lại hàng gì hồi nãy. Chúng ta thấy V30 đang đỏ đúng không? Chủ yếu là đến từ cổ phiếu họ nhập Vin. Nên khá nhàn coi, đặc biệt là VIX ha. Mặc dù VRE đang cân lại nhưng mà chúng ta thấy là VIX giảm thì cũng ảnh hưởng rất nhiều dòng số. Bình thường cũng giảm nè. Bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến cái đài rung lắc ở quanh đây ha. SMC tăng trần. Bom cũng sau khi những phiên giảm sàn cũng đang xanh trở lại rồi. Nên nó chia đôi luôn rồi. Ghê thiệt. Nhanh quá nhanh luôn. Có khi bom là trần đó nha cả nhà. Ông nói đây không phải một người FOMO nha. Trời. Cái này đánh điên điên khùng lắm. Nói chung là phiếu này ở đang trong diện hủy niêm yết á, cho nên chúng ta cẩn thận nha anh chị. Em đừng có mong là nó như con Hải Phát, đừng có mong nó như con Hải Phát. Con Hải Phát là nó bị đình chỉ giao dịch thôi, chứ còn con này là gọi là hủy niêm yết rồi. Ô, con VGS vẫn lên cả nhà ơi, châu thật khỏe. Con VGS tính đầu cơ nó cao, hôm qua mới làm phát 6.7% là tăng trần. Bây giờ ông không chơi, sau đây mọi người phải tăng trần nha. Nó sẽ Hà Nội. Bây giờ chúng ta cho những cái điểm mua rất là sớm không? Quanh giá là 22-23 này. Nay lên 27-28 chúng ta tiếp tục gồng lãi thôi. Chắc là lời 25% nữa nha. Trên 25% rồi đấy. Tối qua em đặt livestream cũng đo lại, cũng nhắc lại trong cái room. Novaland đang tăng 1.6%. Nhưng cũng không thua cả nha. Từ giá 17, 18 giờ chúng ta thấy là nó thụt khá là nhiều ha. Đây chỉ là một cái phiên phục hồi thôi. Không kỳ vọng nhiều được anh chị. Dầu khí con giống con nam sông Hậu tiếp tục sàn rồi cả nha. Con này chắc phá sản luôn rồi. BH đúng rồi, từ giá 14 mà giữa năm ngoái tụt xuống còn giá 4 mà tiếp tục sàn. Ôi, thị trường tăng lại 4 điểm quá nha, ghê ha. Chung là vẫn còn cái khách sạn khung 1 giờ chị, nhưng mà tại đầu phiên thì nó sẽ có một cái sự rung lắc của khung 15 phút hút xuống,
Đúng rồi, cái cú đút chân nó mạnh quá. Nhóm banh là khá triển vọng của nhà BDV tiếp tục là bật lên như một con tôm này. Chúng ta để ý kỹ nhóm banh á là em thấy là đa số là về cái hỗ trợ hết rồi. OCB mà hôm qua hơi thụt xuống hỗ trợ xíu, còn nhiều con nó vẫn kể hỗ trợ nhưng mà đa số những con lớn á nó sẽ họ giữ được hỗ trợ như là Vietcombank, nhóm Mid4, CTG, BIDV. Rồi cổ phiếu nào nữa ta? À, nhóm hàng Mid4 thì có Agribank không? Không không nên biết đây nha. Ariban nó chỉ biết con AGR lên thôi. Bitfall bị thiếu một. Nó thì nó lên thành niêm yết hoài mà không biết sao mà chưa lên. MB, à MB thì thay thế Ariban trong Bitfall nữa nha. Bitfall trong niêm yết thì có MB ha. Nhưng mà nếu Ariban vô thì MB chưa chắc là có cửa nha. Bốn hoán kia lớn lắm. À còn MB này là đang hôm qua tăng 2.2.1% này. Đó. Rất là tốt, thanh khoản ok nha. Trên 20 triệu phiếu là cũng được rồi. Chung một nhóm hàng mà nó lên được thì thị trường lên nhận ba một cách rất nhanh chóng đó nha. Bây giờ Nè. tăng nhóm hàng còn nhiều. CTG, CTG hôm qua còn sao rồi? CTG đang quan lên sình tham chiếu à. Là phải tốn thời gian tích lũy trở lại chứ làm sao mà lên 1.300 nhanh được. Ít nhất là trong tháng này là không thể thấy được rồi. Có thể đầu qua lễ gì đó. Tháng này có thể lên được ngày Bây 250 là ngày sau 80. một cái cây bán ngày thứ hai thì chắc chắn là thị trường nó không thể kéo chữ V lên được anh chị. Có thể Hiện là nay nó nếu mà xét tuần sau chúng ta còn khoảng 7 phiên nha. Xét tính phiên hôm nay nó 7 phiên. bảy phiên thôi, một hai ba Tuần bốn năm sau 5 phiên. à, Ủa không? năm phiên là nghỉ lễ rồi. Đúng rồi. Thứ sáu một phiên rồi tuần sau 5 phiên. 7 phiên đó. Trước khi chúng ta bước vào kỳ lễ 30/4 mỗi năm ha. Một kỳ nghỉ dài anh chị. Anh chị em đã chuẩn bị đâu chơi chưa? Thị trường quay Ui. cái tự nhiên hết muốn chơi. Nhưng mà ngày 29 có giao dịch không ta? 29 giao dịch là còn 8 phiên nha. Chắc giao dịch chứ đúng không? Đâu nghĩ đâu nghỉ nói đâu đúng không? Nghị nghị nói có nghị nói đâu Nghỉ nói hả? à, mà chưa thấy thông báo nha, Nhưng mà nhưng có mà năng là 29 á, nghe nói nhưng mà là có khả năng. nhà nước là đã phê duyệt rồi, trên thông tin chính phủ phê duyệt rồi chắc không phải nghỉ đâu. Nghỉ nói chúng ta còn 7 phiên thôi. À, còn 7 phiên, tầm 7 phiên mỗi mỗi Vậy ngày mà tính tăng tính cái câu chuyện là hạ margin ra đúng không? phần trăm. Nghĩ nhiều quá thì hạ margin ra. Nếu mà ngày hôm nay trả điểm cho VIX thì ok đến gì. Qua VIX bị nặng quá. Bất động sản nè, chưa tăng được bao nhiêu hết anh chị. Ồ, VIX ngày hôm nay vẫn giảm 1%. Ngày hôm nay giảm 1%. Nay trả điểm cho anh VIX là thị trường ok. VIB ngày hôm nay tăng 200%, có gì đây, dấu sao cổ tức trả cổ tức giao dịch không thuộc quyền à, ngày hôm nay hèn gì có 650 đồng một cổ phiếu nè. Thì ngon rồi, ngân hàng trả tiền mặt là được rồi. Cũng được, tiền mặt là được ok rồi. Mà chúng ta nếu mà theo tỷ lệ chúng ta xét cái thị giá của nó bao nhiêu nữa. Nó hai mấy ngàn trả về là ok. Nhưng mà Vietcombank trả về thì có vấn đề. Công banh nó nhích cả chia được, nhích cả một like là chia. Hello anh Huy Hoàng, hello chị Hoa Trần nha. Còn cái SHS có hỏi có trả lời chưa? À nãy có trả lời rồi đó em. SHS thì điểm Bé mua mua luôn ngày hôm hôm qua. qua rồi, hôm qua khá là đẹp rồi mà nhưng mà những cái phiên biến động như vậy thật ra thì rất ít những cái anh chị nhà đầu tư dám mạnh tay để tham gia đúng. Rồi. Đối với con SHS với con MBB em còn đợi nó chỉnh nó nhặt thêm. Ngày hôm qua có cái một cái kỳ hôm qua em có gửi trong group khách hàng một cái
danh sách của quỹ nè, ước tính giao dịch của cái quỹ ETF này là gom vào tỷ trọng cổ phiếu MBB là cao nhất nha anh chị. Đấy, anh chị em có thể thấy được quỹ nó vẫn rất là thích cái con MBB này qua nhiều nhiều năm tháng đúng không? Nếu mà nhìn vào những chu kỳ 2016 hay 2021 thì gần như MBB có một cái mức tăng và cái tính chất đầu cơ trong nhóm ngân hàng nhất định nha anh chị. Hello anh Mập Cường, hello anh học viên 30. MB thì hôm nay tăng trưởng khá tốt á, chắc 1 tỷ đô á. Bên lợi nhuận nha. Chứ tại vì MB nó bị dính nhiều cái nợ bất động sản quá thôi. MB ngân hàng tăng trưởng nói chung có nhiều sản phẩm rất ấn tượng về công nghệ nha. Chúng thế là có thể mở bằng số điện thoại. Đó, dùng dấu ấn này. Mình có cái những cái bảo mật chúng ta cần phải lưu ý, MB là có thể mở online được thì nhiều lúc giả căn cước á. Rồi thì cũng đang lùm xùm những cái này. Đó. Mình phải online nha. Rồi chúng ta có ARR hôm qua mua thì chắc cũng đang chưa gì ha. Hôm qua mua thì chắc chờ hàng về đó. Nó cũng chỉ xử lý được. Dù có tăng hay giảm. Nhưng khoáng này đang có con ABS lên, SPS. AR cũng đang xanh nhẹ 0.7% thôi. Nói chung là nhóm chứng khoán đang có hiện tượng gấp úp. Đang lắp gáp lại nha. Cùng với thị trường chung thôi. Nhóm chứng khoán khá là nhà thị trường chung, đặc biệt hôm qua là có một cái nến rút chân rất là dài ha. Và anh chị à, sáng nay anh chị em khách hàng có nói ngày mai là giỗ tổ vua Hùng nên chắc là sẽ kéo xanh tím thôi. Mình nói nếu mà không kéo xanh tím thì coi như là giỗ mình chung với vua Hùng luôn. Ngay dở mình luôn, nó càng gì anh chèo nói hơi rác. Nhưng như Israel chưa Iran chưa bắn nhau á, mình thấy nó mình bị bắn trước rồi đúng không, nhưng một mình bắn tan nát rồi không hiểu luôn. Anh Phương La Sơn SHS mình thoát đúng 21, không biết có phải mua lại giá cao hay không nữa. Ok, thoát đúng 21 là quá đẹp rồi anh. Bây giờ chờ cơ hội thôi. Gì anh thắt đúng đỉnh luôn ha, quá đẳng cấp rồi này. Với em thì cơ hội em nghĩ là sẽ có thôi, sớm có thôi. Thép chúng ta thấy Hòa Phát đang hồi phục 0.5% và Hoa Sen Nam Kim cũng đang xanh nhẹ nhẹ. Chung sáng nay em khá buồn ngủ quá nha. Thấy là toàn là thấy tiết qua thanh tập chiếu thôi. Thế anh em mua bán gì ha? Đầu về lắp ráp nè, sáng nay mở ráp sớm làm gì, tiền đang thận trọng một cái khóa mở ráp. Chỉ có điều là nhóm bất động sản ngày hôm qua bị đánh gãy trend hết rồi, trend tăng ngắn hạn là đánh gãy hết rồi. Anh chị nào mà chơi JBDEP thì gần như là biến ít, gần như là nó nói cho anh chị về bờ hết đi nha. Lúc này trường giảm mạnh nhất chỉ giảm khoảng 4% thôi. Nó như trong biên tích lũy khá đẹp á, mình 7980 gì đó ha. Trung bình là 79 á. Đó, có nhiều con nó sẽ đảm bảo tài sản cho mọi người ha, nó ít biến động thường chung. Đó. Dòng tiền vào của JBDEP gần đây là khá ấn tượng. Những phiên mà nó không có mua bán gì hết thì thanh khoản rất sụt sụt giảm đúng không? HDBank cũng đang mấy con bò cung á, mấy con mà thường ít biến động thì nó sẽ bảo tài sản mọi người rất tốt nha. HDBank nè, hoặc là con BSR, mấy con JBDEP đồ á, bao nè, nằm lì đây thôi, một bao cũng gãy luôn ha, ghê thiệt, đấy đó bao rồi. cũng bị cháy. Có con JBDEP, ok, ổn à.
như nó miễn nhiễm luôn, giảm 4% này ta xanh lại 1-2% là coi như là về bờ hết. Chúng ta có nhiều con về bờ như CTS này, hay là lời banh này, ở lời banh muốn một đỉnh tiếp luôn, quá gây gớm. Hiện nay anh em hỏi khá nhiều về bán, anh em muốn trả hàng hết cả nha, như là đất xanh nè, anh QTB có hỏi nè, và KBC giá vốn khá là cao, rồi anh cao anh hỏi DG ha, DG 18.4 ghi vậy, nắm DG 18.4 là rất là kinh đấy, mà đơn giản luôn nha. Đất xanh hay DG? Không biết anh cao anh nói DG, đất xanh thì 18.9, không biết có lộn hay không. Thôi, nhưng mà 18.4 này anh mua chắc là từ tháng cái đáy suy thoái luôn nha, năm 2023 luôn. Rồi, xin chào anh Cường Mập, xin chào anh Hải Phụng nha. Đúng anh đây, dỗ không sanh vua hùng giận. Anh Cường Mập nói là hôm nay đang phải xin chắc là có biến động lớn. Cũng như chắc anh ơi, nó là biến động lớn trước đó hàng phải xin rồi. Thường em thấy nó sẽ đáo hạn phát sinh xong thì nó ít biến động mà gần đây nó, tại vì sao cái tính nào phát sinh này nó khá là lớn, nó không phải tính phiên IC hay khớp lệnh cuối đâu, tính trung bình giá từ cái phiên chiều á khoảng sau 2 giờ, 2:15 giờ quên, 2:20 giờ quên mất tiêu ha. Cái nói cách chung là thay đổi rồi nên nó cũng nhẹ nhàng hơn rồi, nó không có biến động như ngày xưa nữa. Thường một vài phiên trước ra phát sinh nó biến động mạnh, nó biến động trước rồi, như là phiên thứ hai mình chứng kiến thấy ghê không, thậm chí là ngày hôm qua còn biến động khá là mạnh luôn, đặc biệt là 1 giờ mấy á mà cho nó giảm khủng khiếp luôn ha, 1.190 luôn ha, là tính ra nó giảm 100 điểm rồi đấy, từ vùng đỉnh đấy. Anh em nói con số 100 không tin quá, nhưng mà cuối cùng nó con số 100 nữa đã xảy ra nha, hơn 100 điểm luôn. Mặc định chúng ta là hơn 1.191 mà, 1.291 đúng không, trường mình thấy đâu đơn giản đâu, nhiều người kẹp hàng cực kỳ luôn, giảm hơn 100 điểm rồi. Nếu mình nhìn tích cực thì em thấy là ngày hôm qua dòng tiền chờ mua của tổ chức tự doanh đó là họ bắt đầu họ quay trở lại mua anh chị đó. Cái một cái giai đoạn mà, nhưng mà cái giai đoạn này em nghĩ chưa đáy đâu, đáy thì mọi người phải nhìn các room cộng đồng chán nản, không ai thèm nói chuyện với ai. Nhầm 28.4 à, anh cho nó đúng rồi, về DG 28.4 28.4 là cũng tốt mà, dưới 30 là ok hết. Nếu mình chấp nhận là mình cược á thì con DG này có thể là nhúng vào giá vốn của anh luôn, nhưng mà nếu mà nó không về thì anh có những cái vị thế tốt hơn người khác. Em cũng có DG quanh vùng giá 27.5 nè, ngày hôm qua mất một khúc lãi, hai phiên đầu tuần mất một khúc lãi, nhưng mà mình đã cược là cổ phiếu này lên, chỉ có điều ngày hôm qua nó đánh gãy trend thì mình hơi thất vọng một chút hơn chị. Đánh gãy trend thì hơi thất vọng một chút. Liên Việt đang đứng thời đại á nha, đâu có kháng cự đâu. Anh Phương Nam Sơn nói kháng cự 20 ha. Nhưng mà chả có cái cừ nào nữa, nó đâu phi bồ cũng chưa tới cái cừ nữa, phi bồ nó còn tăng dài. Phi bồ nhìn sóng lớn này, chúng ta thấy là từ đây đây đo lên là bao nhiêu, từ 13 nó tăng lên đỉnh là 18 năm giá nha. Vậy chúng ta đo từ 15 à 20 đúng rồi, phi bồ khả năng là 20 ha, 13 năm giá tới đây 11, ủa 13 năm giá đúng rồi, từ 16 là 21 lần nha, khoảng 21 nha, 21 nếu tỷ lệ 1:1 là 21, 100% đấy. Còn nếu đo cùng tháng thì mình thấy là nó còn tăng khá là dài nữa, từ giá 3 nó tăng lên giá 16, nó sau đó điều chỉnh về giá 7, 3 lên 16 là bao nhiêu, 15 giá nha, giá 7 lên 15 là chúng ta thấy là nhiêu, 7 là lên 22, nói chung là 20 22 là kháng cự đó, 20 21 22.
Fibo cùng tháng cũng như Fibo của khung daily thì sống thôi. Đức xanh thì khá là yếu rồi nha. Nó xanh mua giá vốn tới gần 19 luôn. 19 từ tiếng trường ok nha, tặng cái nền giá nó mà thụt xuống cái là thủng luôn. Hiện nay chắc là chờ lên 19 chúng ta bán thôi hả? Giá vốn gần 19 cũng tạm tạm, như nếu xét mà cũng tích lũy cho trung hạn nha. Hy vọng nó sẽ có những nhịp hồi nha, lên 19 chúng ta bán. Còn nước xanh đợt này nếu kỳ vọng một đỉnh lần nữa thì khá là lâu á. Nó xanh thì chúng ta thấy là từ cái vùng đỉnh 21 ra cái hàng lỗ rất là nặng ha. 20 21 này. Xuống đây nó đang điều chỉnh tương khoảng chừng 15% điều chỉnh ngừng rác thì dừng chung này. Rồi, nói chung là KBC 34 nha. 34 này là 30, hôm qua thụt xuống dưới 30 luôn. 9.5 là giá đáy của nó này. Đó. Con này chắc lên được 32, 33. 34 mới chờ thêm thôi. Đất xanh hơi xấu nha. KBC thì cũng xấu luôn. Nhưng mà đánh rác ở nhà thì mấy con đang tích lũy tốt rồi. Quất một cây là một cây 7% hết toàn bộ luôn. Mình thấy C là xanh sàn gần như là một màu xanh nước biển hết luôn nha. Cho nên chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu nó bật như con tôm mà cũng có nhiều cổ phiếu nó không bật lên được. Hôm qua thực ra đếm đầu ngón tay cả nha, đa số là thị trường đang trong giai đoạn tương đối yếu, khoảng 70% cổ phiếu là cũng chưa hồi được ha. Bây giờ mình đếm lên tăng lăng 3% cả nha, mình thấy khỏe không? Lần này chắc vượt đỉnh luôn á. Jamnet cũng nói như vậy nhiều lần á, nhưng mà thì chung chưa thuận, nó chưa vượt thôi. Dòng tiền vào thì nó tích cực. Bữa cho mọi người mua con Jamnet này, mà trúng một cây bà. Bé về bờ rồi, Jamnet là bị banh, CTS là về bờ hết. Về bờ. Nhưng mà cổ phiếu về bờ chắc được 10% cả nha, không tới. Đa số là rất là yếu luôn. Mấy con ngân hàng thì cũng là nhóm leader đúng không? Nó cũng về đáy thôi chứ chưa về bờ. Nó cũng hồi y chang thị trường chung thôi. Chứng khoán tương tự này, nhiều con cũng khá là yếu nha. Chúng ta còn về đây không? Đi bụi luôn. Từ bùng 22 nó xuống còn 20. Từ nền nó giảm 10%. Rồi nhiều con như VDS nè, ORES nè, khá là yếu à. Cái nền tích lũy nó tăng một nhịp mạnh trước đó là nó cũng không có nền tích lũy nào ấn tượng, cho nên cái nền giá không có. Cho nên nó đi không, chúng ta không biết về giá nào đâu. Những con như SI hoặc là cái con khác nha, thì nó sẽ có những cái nền giá giảm về đó thì chúng ta sẽ thấy nó hỗ trợ được ha, cái đỉnh trước của nó đó. Những con AGR nó đang đi trong biên sideways thì chúng ta rất là dễ nhìn nhận ra cái biên sideways nó như giá 20 lên 22 đúng không? AGR thì hôm qua chúng ta mua cái giá 20.1 thì cũng chấp nhận được, nên 20.65 ha. Và con vít nó cũng đang gãy luôn nè. Còn VX á, thì cũng tất nhiên là con VX cũng có nền giá trang SI thôi. Về 18 thì nó trang chỉnh lại thôi. 17.5 gì đó ha. Rồi, nhiều con nó không có nền giá thì khá là khó khăn để chúng ta tìm thấy một cân bằng nữa thì dường tiếp tục là giảm mà. Nhưng KBC thì nó đang có những cái mùa đáy trước á, thị trường chung nó quét xuống như mình. Chung KBC nó tới đây chắc là nghĩ ra chỉnh lên rồi, 30.5. Rồi tới đây không bán đuổi nữa nha. Chờ hồi lên 32, 33 chúng ta hành đi chồng với KBC. Thôi tạm thời người kẹp hàng thì nắm giữ tiếp đi. Những con các bạn tốt như Đất Xanh hay là KBC cũng tạm tạm nha. Còn chị mua những cổ phiếu rác thì thôi, buộc phải hạ tỷ trọng mà bán cơ cấu dần dần qua. Phim thứ hai bắt SMC mà cũng chết tới nơi. Quay quá. Vậy là có cơ sở để gom hàng phát hành thêm nữa. SMC muốn phát hành thêm thì để tái cơ cấu cái khoản nợ của Novaland. Tâm nôn con Len thì chả biết bao giờ mới trả nổi. Nợ tiền sắt thép 1.000 tỷ. Dạ, quá dạ phèn.
Này kiện nó được trả tiền lãi lum nó đủ chết nữa lên thôi mình. Kiện không trả lãi thôi thì cũng đã chết rồi chứ đi nói chi. Bây giờ chỉ có ngồi thương lượng thôi, giờ anh cho tôi vài năm mà tôi trả tiền gốc coi như là anh lỗ. Con đặt phương nè, nếu mà rung lắc 2% mua được cả nha. Hôm qua nó giảm tới bè khoảng 46 này. Nói chung dưới 50 mà vẫn mua được đặt phương nhịp 2 nha. Chúng ta đã có những cái nhịp mua đầu tiên là 40 rồi. 40 lên cho 50 là lời khoảng 10 giá nha. Ghê thiệt. Ông VCS khỏe quá. Rồi 25% rồi, đối với đặt phương nha. VCS này anh em nghĩ có nên vào không? Test lại Kijun không? Nên thị trường nó tăng lên cũng tương đối ít điểm mua so với ngày hôm qua hôm kia ha. B 1.5 Red cũng vô găm mà. Vô găm 129. Xấu quá. Làm Cà Mau. Làm Mau 129 luôn. Đa số bây giờ các cổ phiếu nó ở trên cái kênh sideways up thì cũng đang về vô 129 khá nhiều ha. Một cái vô găm này là thường đáy trung hạn luôn thì thấy là cũng không quá khó mà chúng ta giữ được cái vùng đáy này lắm cả nha. Những cái đáy trung hạn nó có thể quét qua giống như cái MA200 đợt rồi á, rất là nhiều đội là họ đợi MA200 cuối cùng nó quét qua thì mới hết, thì lúc đó thị trường nó sắp vào đáy rồi. Tại vì đơn giản thì mọi người biết nó là một cái đường dài hạn thì nó phải hình thành từ vài tháng trở lên, thì trong 1-2 tuần nó vòng xuống vòng lên là chuyện rất là bình thường. Ơi, xin chào anh Toàn Trần nha. Anh đang góp ý là lên view màn hình khi chúng ta nói về những mã cổ phiếu. Ra anh em thuộc thuộc hết cả nhà cho nên không cần view. Nhưng mà chắc anh Thắng Phát chắc là cũng hay view đó, nhưng mà chắc anh Thắng Phát hôm nay là bận hỗ trợ khách hàng xíu đó nha. Nên thì thiệu khá biến động nhưng mà rồi ok, nãy giờ có trả lời hết các câu hỏi của chị chưa? Trả lời hết luôn à? Rồi ok. Như vậy thì bây giờ view lại màn hình xíu anh ơi. View lại màn hình xíu cho anh em thấy cho vui. Tại anh em có góp ý tại do anh phát hồi nãy bây giờ đang hỗ trợ khách hàng xíu. Cũng như là tín hiệu đó nha. Ngoài ra anh em còn làm trader nữa chứ không phải là làm về có cơ không cả nha. Ở ATP có hai nhiệm vụ nên cũng chưa có tách bạch được. Nó đang bắt đầu chuyển giao từ từ ha. Nên Nói em khá là nhiều lúc bận, nhiều lúc thông cảm cho nên chúng ta thấy là có khoảng 3 đến 4 người cùng live stream nó hỗ trợ nhau ha. Rồi bây giờ em sẽ đọc lại anh rất xanh thì xin ý kiến của anh em đi, cũng không có nhiều câu hỏi đâu, sorry đi mọi người nha. Thì giờ anh em sẽ hỗ trợ chi tiết hơn rất xanh là nãy nói mọi người rồi ha, lên giá 19 chúng ta bán nó về đáy trung hạn rồi trong khung tuần mình thấy không, thôi tới đây bán gì nữa đúng không? Đến Còn giờ nếu thì mà hiện tại cái trạng thái này nó đang có cái vùng đáy trước này đúng không? Đáy trước này và cái biên hỗ trợ đâu đó quanh cái vùng 17.6 nha anh chị. Hiện tại thì nó đang có những cái trạng thái tích lũy trở lại. Nhưng mà tuy nhiên cái về cái đồ thị tuần thì nhịp này mà nó test lại một nhịp và nó không giữ được trên những cái biên hỗ trợ nữa thì có thể là có một nhịp giảm khá sâu, giảm đâu đó cả cả một tháng nữa nha. Và cái biên nó có thể nó về luôn cả cái vùng nền đáy trước đó quanh vùng giá 15.4, 15.5 nha anh chị. Cho nên cổ phiếu này chúng ta cũng cần đặc biệt khá đáng chú ý. Bởi vì sau cái phiên vừa rồi VN-Index đã có những cái sự mà rũ hàng
và nó sẽ kéo khá nhiều những mã cổ phiếu đồng thuận một cái xu hướng, cũng một cái sự gọi là một cái sự chán chê của cái thị trường. Cho nên điều này khá là nguy hiểm nha. Khi đó nó hồi phục lên, nó sẽ gặp rất là nhiều cái vùng cung biên trên, do những lượng hàng đang kẹp ở biên trên cần phải là có những mất rất là nhiều thời gian để hấp thụ hết những cái lượng hàng mà đã kẹp ở trong những cái nhịp vừa rồi. Giống như những anh chị tham gia trên những vùng này hay những cây nến này, thì khi kẹp hàng vào vùng này thì lại lỗ, chút đỉnh là không không bán, đúng không? Từ đây mua về đây lỗ, chút đâu bán làm gì, gồng 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 giữ về những vùng này, tới lúc nó sập một phát thì lỗ ra đâu đó đến mười mấy 20% rồi, thì lại là khi hồi phục nhẹ lên thì lại bán, tiếp tục bán ra. Hoặc là những cái nhà đầu tư tham gia từ những cái nến này nè, một hai phiên trước nè, khi hàng về đã âm đến nằm đến cái vùng dưới này rồi thì mất quá nhiều, thì họ lại chờ thị trường có sự hồi phục trở lại để xử lý. Đó là những cái tâm lý chung. Rồi ok, về DXG thì sẽ có hai vùng kháng cự test lại nha anh chị. Nếu như không tiếp tục phá vỡ vùng đáy này nha, còn trong phiên hôm nay mà tiếp tục quay về phá đáy thêm một nhịp nữa thì cái khả năng nó mất cái đáy trước thì nó sẽ đi luôn nha anh chị, về luôn cả cái vùng 15.5 nha. Rồi còn kịch bản tích cực thì đâu đó hai ba phiên giữ trên vùng này sẽ test lại vùng kháng cự thứ nhất 18.5, và kháng cự cứng là vùng giá 19 ha, lên 19 thì phải ra hết, còn về được vùng này thì hạ bớt tỷ trọng một phần, tiếp tục phá đáy hạ bớt một phần ha. Đó là cái xu hướng của DXG nha. Xin chào tất cả các anh chị đang xem like nha. Anh chị đang xem nhớ để lại cho anh em xin một lượt like nha anh chị. Rồi ngoài ra anh chị chưa có rom tín hiệu có thể là vào web bản QR bên góc trái của màn hình, hoặc là vào đường link mô tả dưới video, em sẽ để cái đường link ở bên dưới ha. Anh chị kích vào đường link để vào rom, anh em ITB sẽ đồng hành và hỗ trợ cho anh chị trong thời gian sắp tới tốt hơn nha. Rồi thì trong phiên sáng hôm nay thì thị trường cũng khá là giằng co nha anh chị. Khá là nhà co ha, cũng loanh quanh xanh nhẹ. Tuy nhiên những mã cổ phiếu hầu như là chưa đồng thuận đóng góp một cái sự hồi phục nha. Không phải là mã nào cũng thị trường tích cực, không phải là mã nào cũng tích cực, mà cũng có mã tăng, mã giảm và giằng co trong những cái giai đoạn này rất là nhiều. Cho nên nếu như thị trường uptrend mà anh chị chỉ còn chọn sai một mã cổ phiếu thôi thì anh chị cũng vẫn phải gồng lỗ là bình thường, hoặc là cắt lỗ là bình thường nha. Cho nên nếu như anh chị chưa có người hỗ trợ thêm về cái góc nhìn đồ thị hay là góc nhìn về thị trường thì có thể là liên hệ với các anh em hoặc là ai đó để hỗ trợ về cái xu hướng thị trường, cũng như là chọn ra những mã cổ phiếu tốt để có thể đầu tư kiếm lợi nhuận trong thời gian tới anh chị. Rồi như vậy thì sáng nay VN Index đang tăng 3.67 điểm, VN30 cũng giằng co đâu đó tăng 1.66 điểm ha. Rồi chúng ta nãy giờ chưa xem phái sinh ha, chúng ta quay trở lại phái sinh xem có cái biến động hay là có cái vùng nào để chúng ta tham gia không nha anh chị. Rồi quay trở lại với phái sinh thì hiện tại khung 15 phút cũng đang trong một cái sự giằng co tích lũy thôi, chưa xác nhận được cái xu hướng tăng đâu nha. Rồi 5 phút hiện tại thì cũng đang có sự mất cân bằng. Biên hỗ trợ là 1226. Biên hỗ trợ 1226 ha. Rồi khung 3 phút quá thì biên hỗ trợ là 1223, vùng kháng cự là 1224 và trạng thái đang tích lũy bó khá là chặt luôn. Như vậy thì hiện tại chưa có xu hướng, chúng ta sẽ chờ vượt hoặc là phá vượt trên vùng nền tích lũy hoặc là phá cái đáy tích lũy sẽ xác nhận một cái xu hướng tiếp theo. Nhưng hiện tại như thế này thì đang cho chúng ta thấy rằng cái cơ hội nó sẽ vượt đỉnh là cái cơ hội cao hơn nha anh chị. Còn cơ hội phá đáy thì cũng không quá yếu, bởi vì phá đáy nó sẽ gặp những cái biên hỗ trợ bên dưới từ những cái phiên hôm qua sẽ tạo ra những cái biên hỗ trợ, cho nên em đánh giá cái ưu tiên cái xu hướng long hơn là xu hướng short nha anh chị. Do hiện tại thì một là chờ vượt ở trên vùng 1234, một số khá là đẹp ha. Vượt 1234 thì sẽ có một cái điểm long trên này,
Rồi đây 1 2 3 4, hoặc là chúng ta sẽ trừ hao cái độ nhiễu đôi khi nó rướng lên sau nó quay đầu thì chúng ta sẽ chờ trừ hao một chút xíu, có thể là trên vùng này một chút, có thể 1 2 3 4.5 để chờ một lệnh lon. Còn cái kịch bản mà nó mất đi cái vùng này thì cũng không ưu tiên sót nha, bởi bên dưới đã có cái vùng đỡ giá rồi. Thì chúng ta sẽ chờ thêm một cái lệnh lon ở bên dưới quanh 1 2 2 3. Rồi, bởi vì đánh giá về cái góc nhìn phái sinh thì hiện tại thực ra chưa phải là một cái sự đảo chiều hay là một cái sự trong uptrend, nhưng mà nhìn về cái thị trường chung cũng đang cho chúng ta thấy rằng khả năng sẽ có những cái nhịp kéo lên trở lại để lấy lại cân bằng. Đó là cái quy luật của những cái biểu đồ tự nhiên thôi. Mất cân bằng càng phải lấy lại những sự cân bằng, đủ tích lũy thì lại tiếp tục có những cái xu hướng tiếp diễn. Đó là cái khả năng thường thường xảy ra. Cho nên là đoạn này thì em đã thấy những sự cân bằng rất là lớn của thị trường rồi. Thì ít nhiều sẽ trong ngắn hạn sẽ có những sự hồi phục ngắn hạn ha. Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên cái điểm lon đây. Tuy nhiên thì không có cái góc nhìn nào gọi là chính xác hết. Thị trường luôn luôn đúng như anh chị. Cho nên chúng ta mỗi lần đưa ra một cái mục tiêu để tham gia thì phải đặt cái quản trị rủi ro cắt lỗ. Như phái sinh hiện tại thì thông thường thì những nhà đầu tư hiện tại đặt cắt lỗ đâu đó khoảng 3 điểm ha. Còn như anh Hậu VN30 thì anh lại cắt lỗ, thông thường anh cắt lỗ đến tận 5 điểm. Thì cũng là một cái trừ hao những cái biên độ, độ nhiễu, cái biên độ quá lớn của phái sinh thôi. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái mục tiêu ngắn hạn ha. Nếu như 1, 2, 3, 4 mà lên đâu đó là 1, 2, 4, 5 thì thực ra loanh quanh đâu gần đó 10 điểm lận, nó khá là xa. Nó khá là xa nha, đoạn này sẽ đủ một cái target để cho anh chị tham gia. Như vậy có thể là đặt chờ một tín hiệu. Không khớp thì mình đứng ngoài, khớp thì mình có thể ra mình gọc tiếp ha. Rồi. Đó là 9-10 điểm là được rồi. Rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại với thị trường. Rồi, như vậy thì hiện tại VN Index vẫn lình xình tăng 3.99 điểm, VN30 tăng 2.14 điểm ha. Rồi VN30 này cũng khá nhiều cổ phiếu đang đóng góp cũng ở tương đối tích cực, hàng đầu như VAB, VRE, VNM, FAO nè. Rồi bên sàn HOSE thì hiện tại cũng khá nhiều mã cổ phiếu có những cái trọng số nhỏ nhỏ thì đóng góp cái mức giá trần ở trong phiên sáng nay, đến 7 cái mã có cái mức giá trần trong phiên sáng nha anh chị. SMC, QGC, CCI, DTH, QBS, OGC, VFG khá là nhiều ha. Rồi anh chị có quan tâm những mã cổ phiếu nào có thể là comment lên, anh em sẽ cùng đánh giá, chia sẻ những cái góc nhìn về đồ thị khách, đồ thị phân tích kỹ thuật một cách là khách quan cho anh chị có những cái góc nhìn để đầu tư trong thời gian tới nha anh chị. Rồi chúng ta cùng xét thêm một số mã cổ phiếu nhóm ngành ha, một số mã cổ phiếu ở những nhóm ngành đầu ngành trong giai đoạn hiện tại, xem đã có những cái cơ hội nào để chúng ta tham gia tiếp ha. Trước tiên nhìn về một số mã cổ phiếu nhóm chứng khoán đi. Nhóm chứng khoán thì trong phiên hôm qua cũng khá nhiều mã cổ phiếu tạo thành một cây nến rút chân khá là đẹp ha. SSI, HCM, VND, SHS, FTS, rồi AGR, VAX, rồi nói chung là khá nhiều cổ phiếu cũng sau khi test cái biên hỗ trợ lấy cân bằng đã rút chân lên ngoạn mục từ trong phiên hôm qua ha. Tuy nhiên trong phiên hôm qua sẽ là cái phiên tham gia, còn phiên hôm nay nó đã chạy rồi, đã rút chân lên đâu đó hơi khá xa, 19.4 và lên 20.85, đâu đó là hơn 5% rồi ha, hơn 5% rồi thì có thể là đứng ngoài thôi, không có cái cơ hội để tham gia. Thì bởi vậy thị trường có những cái phiên hoảng loạn, những cái phiên giằng co hoặc là rũ bỏ thì đó mới là cái cơ hội cho anh chị tham gia ha. Còn những cái phiên mà thị trường cứ xanh tím, cứ tích cực mãi thì hầu như là không có cơ hội cho anh chị tham gia đâu. Cho nên những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những nhà đầu tư mới bắt đầu thì thông thường họ lại thấy những cái phiên giảm thì họ lại bán ra ha. Giảm đỏ hoặc xanh lơ thì lại bán ra sạch sẽ, đến khi mà có những cái phiên tích cực ha, xanh tím luôn thì là họ lại càng mua mạnh tay vào. Thì đó là những cái rất là dễ bị âm tài khoản đối với nhà đầu tư mới ha. Rồi chúng ta cùng điểm qua sơ một vài mã cổ phiếu nhóm ngân hàng nè. VCB cũng lên quanh vùng này nè, CTG cũng tích lũy nhẹ, BID, BID vẫn chưa vượt được TCB, VFB, ACB,
Rồi như vậy thì điểm qua sơ một số mã cổ phiếu nhóm ngân hàng thì hiện tại không có điểm mua bán gì hết nha anh chị. Hiện tại đang có những cái sự tích lũy giằng co khá là chặt ha. Chưa có điểm mua bán gì trong giai đoạn hiện tại nha anh chị. Wow, SMC có cây nến rút lên khá là ngoạn mục ha. Hai phiên, hai cây nến rồi. Dầu khí thì dầu khí cũng khá yếu trong phiên hôm qua, sau phiên hồi phục mạnh thì trong phiên hôm nay cũng tiếp tục giằng co thôi, chưa có dấu hiệu gì. Tuy nhiên, một số mã cổ phiếu mà em đánh giá nó vẫn còn giữ được trên vùng nền biên hỗ trợ tốt như là PVD nè, PVS nè, là hai mã cổ phiếu này thì em đánh giá vẫn còn cái cơ hội hồi phục nha anh chị. Do ảnh hưởng của thị trường chung nên giằng co thôi. Do PVS vẫn đang giữ ở trên cái biên hỗ trợ quanh vùng giá 39 nè. Rồi PVD cũng đang có lên quanh cái biên hỗ trợ vùng giá hiện tại. Theo đánh giá khả năng tiếp theo nó tích lũy ha. Anh Đạt Nguyễn hỏi AD xem giúp DIG HQC điểm bán của hai cổ phiếu này, cảm ơn. DIG thì hôm qua có một cái điểm tham gia hàng thuê cộng đó anh chị. DIG. Rồi, DIG có hôm qua có điểm tham gia hàng thuê cộng nè, quay về test quanh vùng này. Tuy nhiên thì cái kịch bản của DIG có cơ hội hồi phục hay không thì nó sẽ nằm đến là sau 5 phiên nữa nha anh chị. Sau 5 phiên nữa nó mới có cái cơ hội là nó rút lên để nó hồi phục. Còn hiện tại thì vẫn là một trạng thái tích lũy, tuy nhiên vẫn có cái biên hỗ trợ quanh vùng giá là 29.9 ha. Theo em thì DIG nó sẽ giằng co quanh đây thôi, bởi vì thực ra cái nền tảng cổ phiếu này thì vĩ mô nó cũng tương đối là tốt so với một số mã cổ phiếu nhóm bất động sản khác. Cho nên em đánh giá về DIG thì sau cái nhịp bùng nổ này hưng phấn như vậy thì nó tích lũy test về những cái biên hỗ trợ, sẽ có những cái cơ hội nó sẽ hồi phục ở trong ngắn hạn ha. Và hiện tại DG sẽ có vùng kháng cự quanh vùng giá là 31.6 nha anh chị. Rồi nhìn như anh chị đang muốn bán ra thì nó sẽ có hai cái kịch bản bán. Nếu như trong phiên hôm nay tiếp tục nó rũ bỏ, nó mất đi dưới biên hỗ trợ 29.9 nè, hoặc là có thể là sâu hơn, chờ nó xác nhận hẳn, nó phá vỡ luôn vùng giá 29.1 thì nó sẽ tạo thành một cái trạng thái giảm mạnh luôn. Và bên dưới như anh chị thấy có cái vùng mây khá là mỏng nè, thì nó phải dễ xuyên, rất là dễ xuyên qua. Tuy nhiên như đoạn này á, thì nếu như 29.1, 29.2 mà anh chị bán ra thì thực ra nó chỉ nhúng xuống đâu đó khoảng 2% nữa thôi, 3%, không đến 3% là nó về cả cái vùng nền tích lũy trước đó rồi. Đây là đang tạo thành vùng nền tích lũy khá là xa, chỉ nhúng xuống một chút nữa thôi đúng không, về đâu đó quanh vùng giá 28 là cả cái vùng nền tích lũy trước đó trong dài hạn rồi. Cho nên về cổ phiếu DG em đánh giá thì nếu anh chị đã giữ đến hôm nay rồi, và quan trọng là mình không có giữ quá nhiều ở trong cái danh mục tài khoản, đối với cái tỷ trọng không quá lớn thì em đánh giá có thể là tiếp tục nắm giữ được, bởi vì cái gần cái vùng nền biên hỗ trợ. Vì cổ phiếu này sau cái nhịp nó bùng nổ, nó bắt đầu nó bứt phá lên thì nó thông thường sẽ test lại lấy lại cân bằng, và tại lấy lại cân bằng xong mà nó không giữ được luôn, nó quay về nền hỗ trợ luôn, thì đây là những cái cơ hội gom hàng của cái nền trước đó. Tuy nhiên cái kịch bản hồi phục là còn phải đợi khá lâu nha anh chị, nhưng mà em đánh giá và có thể giữ được do những cái biên hỗ trợ của cái vùng nền nè. Rồi như vậy thì biên hỗ trợ quanh vùng giá 29.9 có hàng tiếp tục nắm giữ ha. Rồi còn hồi phục lên, muốn bán thì hồi phục lên test lại vùng quanh vùng kháng cự 31.6 thì có thể là hạ bớt cũng được. Rồi HQC. Rồi về cái xu hướng của HQC thì hiện tại đồ thị tuần nó chưa xác nhận đóng cửa ha. Nếu mà trong hai phiên, trong phiên hôm nay và phiên một phiên nữa là nó hết tuần này rồi, và nó kéo lên và giữ được ở trên 3.88, 3.9 đi, lên quanh trên vùng này thì em đánh giá cái xác suất của cổ phiếu HQC nó vẫn còn cái sự giằng co và tích lũy một nhịp nữa. Còn tuy nhiên cái kịch bản cổ phiếu này mà trong một đến hai phiên tới nè không giữ được
đóng cửa trên cái vùng giá 3.9 á thì có thể sẽ có một nhịp tiếp tục tích lũy và giảm nha anh chị. Hiện tại thì cổ phiếu này cũng khá là yếu rồi, bởi vì dài hạn nè, trung hạn và ngắn hạn hầu như là đã mất hết những biên hỗ trợ rồi, nếu mà tiếp tục nhúng xuống nữa thì không còn cái vùng nào để đỡ giá được hết á. Cho nên theo em á thì nó mất tiếp tục, nó phá đáy một nhịp nữa, mất đi 3.6 thì bắt buộc phải hạ bớt nè, còn nó giữ được trên 3.9 thì chúng ta sẽ giữ tiếp chờ cái cơ hội hồi phục lên quanh vùng giá 4.2, vẫn phải bắt buộc hạ dần, bởi vì hiện tại đây có một cái vùng cản cũng khá là cứng ở trong cái khung đồ thị ngày nè, nó sẽ hồi phục lên đây. Thì như vậy thì nó sẽ xoay quay ở trong cái biên ở vùng 4.2, 4.3 và ở cái vùng đấy là 3.6, loanh quanh cái biên này thì anh chị đánh trung hạn là có thể tiếp tục nắm giữ nha. Còn chờ nó hồi phục lên, một test kỳ zone, hai là test cái vùng giao găm thì chúng ta sẽ hạ dần, hạ bớt đi chồng dần ha. Rồi anh Hậu VN30, anh em view ITP giúp xem điểm long phái sinh có tương đồng góc nhìn cung cầu long ngắn 1231. Top lớp 1229, tắt fit là 1236. À long 1231 ha. Long 1231. Đây là một cái nền này nha. Hiện tại thì 1231 là tạo thành cái vùng nền chưa bứt phá được anh. Đây là cái một cái vùng nền, đoạn này thì không có điểm đâu, đâu không có điểm để long sọt đoạn này nha. 1230.8, 1231. Hơi lạ chứ anh, hồi V30 đợt này đặt stop loss có 2 điểm gì? À anh không để ý à, đúng rồi, đặt top lớp 2 điểm hả? À đúng rồi, đặt Cái top nào lớp hậu lại bị không, đắt không? không Đặt tùy theo chiến lược. mạnh. Ý ý à, theo anh đánh giá là anh Hậu là anh sẽ đánh giá là cái nền nè, mất cái nền 1229 nè, tức là đang Được tạo thành một luôn. cái nền tích lũy là khi mất nền anh sẽ cắt lỗ sớm đúng không? Đó là cái cách, theo tùy theo cái cách và mỗi cái một chiến lược của cái lúc biến động giá. Theo em thì đoạn này nó lơ lửng lắm nha anh. Thực sự mà nói thì hiện tại nó khá là lơ lửng cho nên em không có đánh giá được cái đoạn này. Bởi vì hiện tại nó sẽ tạo thành một cái nền nè. Cái nền này sau đó khi bứt phá nền này nó sẽ quay về cái nền bên dưới. Và nó vượt ở trên nền này nên sẽ có cái cơ hội nó tiếp tục nó tạo thành một cái hộp mới ha. Nên đoạn này sẽ không ưu tiên được. Tuy nhiên ngắn hạn thì có thể phá vùng 229 thì sẽ tìm về 1223, 1225. Có thể là tiếp tục là short ngắn được, nhưng mà em không ưu tiên quá bởi vì cái xu hướng thị trường trong giai đoạn hiện tại đang có sự mất cân bằng khá là lớn rồi, cho nên em không ưu tiên short, chỉ chờ cơ hội vượt ở trên 1234.2 1234.5 thì có một tín hiệu long thôi, ngoài ra thì đứng ngoài chờ nha chị. Rồi anh Cao Anh hỏi HS 20.3 xin điểm bán AD. HS thì hiện tại đang có cản 20 quanh vùng giá 20 đó nha anh chị. Hiện tại thì nó sẽ có hai kịch bản diễn ra. Và em đánh giá thiên về cái xu hướng là nó hồi phục lên test lại quanh 20 hơn ha. Nếu mà quanh 20 thì anh cứ hạ bớt một phần đi. Nó duy trì mà giữ được trên vùng giá 20.1 có tích lũy trên vùng này thì chúng ta hãy xem xét để tham gia gom lại. Còn ngoài ra nhịp hồi đầu tiên test quanh vùng kháng cự này thì anh có thể là hạ bớt một phần để chờ sự xác nhận của thị trường chung cũng như là sự xác nhận cái xu hướng của cổ phiếu HS ha. Còn kịch bản 2 nữa mà tiếp tục nó phá vỡ mất ở vùng 18.5 trong vòng 3 phiên tới và nó mất đi cái vùng này ha, thì trong vòng qua đến 4 phiên luôn loanh quanh cái vùng này và nó mất đi vùng đáy á, thì anh cứ hạ bớt tỷ trọng tiếp, mất 18.5 nè, mất phải 18.5 phải hạ tỷ giá bớt, bởi vì cái khả năng của HS phải đâu đó khoảng một tuần nữa mới có cái sự hút giá đó, trở lại tiếp ha. Rồi anh Hậu nói thanh anh em nha. Rồi cảm ơn anh Hậu nha, cảm ơn cả nhà. Anh chị đang xem live thì nhớ kích vào đường link để tham gia cái room tài chứng khoán đó nha.
Với anh em, là ngoài ra mình có thể là quét QR code góc trái màn hình nha. Trong nhà Zalo là chứng khoán nha. Nên mà thấy là HAH thì cũng đang hồi phục, nhóm cảng biển đang hồi phục khá tốt nè. Vót nè. Trong khi Đạt Phương đang điều chỉnh khoảng 3% thôi nha. Đây đang đi trong biên khá lỏng nha. Nếu mà về vùng dưới 50 đặc nghĩa là vẫn gom lại được cho nhịp tăng vượt đỉnh theo là 50. Số 50 lên 55 nha. Và anh cao anh thả quá tim mà ai cần. Bên ngoài có OCB giảm tương đối rác này, hôm nay cũng bắt đầu hồi phục nhẹ nhẹ trở lại. Nhưng mà cái cổ phiếu đang dần dần giữ được cái mốc quan trọng nha, cái đáy trước của nó ha. Rất nhiều luôn. Như Nam Kim này cũng đang giữ đáy trước, đang hồi phục đi lên. Ở Nam Kim cũng đang hồi phục lấy lại mốc 3424 nha. Hoa sen hiểu hơn xíu. Xem nó đánh gãy này hơi sâu, đáng ra mới giữ được mốc 22 mới tốt nha cả nhà. Hai năm kia cũng kỳ vọng tốt hơn nhiều so với nó có câu chuyện tăng vốn à. Huy động làm một cái nhà máy 4.500 tỷ để mà tăng trưởng cái có những cú hích về động lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo à. Mấy Phú Mỹ á thì phát hành tăng vốn ở đó khoảng 1.500 tỷ thôi, còn lại đi vay. Còn 3 thôi. Cái này thì tình hình thanh khoản khá thấp của nhà, 10 giờ mà mới có 2.700 tỷ thôi. Chị em mà nói rất là khó để bán này vùng này đúng không? Anh nào bán qua rồi, chỉ nổi nhiệt bán rồi. Còn chị em nào mà đang cầm hàng thì chắc chờ cuộc nguồn giá tốt hơn để bán thôi. Còn anh chị em nào mà mua thì chắc là cũng khó có điểm mua ngày hôm nay ha. Tại vì những phiếu nó bật hồi như con tôm mà. Vẫn có điểm mua, quan trọng anh chị không có muốn mua thôi. À, điểm mua nó thường về cái xuống tích sẽ nhiều hơn. Rủi ro nó tương đối cao, như con SHS này có thể mua được nè đó, và giá 19 đúng Đi không? coi chứng Về gọi khoán là lão nè, lão quá ha, để ATO còn kéo 5% luôn giờ quay lại đỏ rồi. cái nào BSI nhé, cái đài à? À cái này năm 1% luôn. nó có đâu mở nó kéo ATO nhưng mà nó đâu có mở cửa ATO giá kéo cao mấy đâu, Đúng nó rồi, mất thì bình nó vẫn thường. xanh nhưng mà bây giờ nó đạp đỏ lại rồi. Vậy như là mọi người đều vẫn đang rất thận trọng quanh vùng này. Phát sinh thì vẫn 1230 cơ nha, 30 31 thì chưa có biên độ nào để chúng ta lon sọt như Phát nói nên đi ngang thôi, chả có gì để chúng ta tính toán hết. Khi nào nó vượt cái hộp thì mới tính nè, nhưng mà thiên về xuống là cũng chưa biết lo sọt đâu. Vùng này khó nói lắm. Để phải coi thêm mặt cơ sở xíu, 30 nè. Nó sẽ hội tụ vào khung 3 phút là vào lúc khoảng 10 giờ 39 phút nha cả nhà. Khoảng 40 phút nữa. Đang gần 11 giờ nó có những cái hội tụ nhất định ở khung 3 phút. Đó, có thể là nó sẽ có những câu cú thiên về hướng sọt gì hơn nếu mọi người nhìn trong ngắn hạn nha. Là đang có những cái một khách sạn hút giá này, nó rơi từ từ đó lâu đấy, nó khoảng tới 11 giờ luôn. À, có khi nó lóc với gáp 1.228 này. Ở V30 nha, trong bạn nó V30 bụng bờ nha. Mà phát sinh đâu, V30 cơ sở á. Vin 30 đỏ lại rồi Nay tới 11 giờ thì khả năng còn rung lắc cả nha. Tìm về cứ hướng là lên lên lên. Sau 11 giờ thì hy vọng nó sẽ kéo lên hoặc là nó có những biến động mạnh hơn. Sau đó nó hơi tụ quanh quanh khoảng 10 giờ 39 đến 11, 11 giờ nha. Đó thì khách sạn của cái khung 15 phút nó sẽ mất đi. Đó, khoảng 11 giờ thì mình lưu ý này mốc này nha. sáng nay tay bán rác quá ta. SHS 20.3 xin điểm bán.
Ngang phát trả lời rồi. Hôm Chuyện qua khá buồn ngủ nha, mới 3.000 tỷ à. phiên hôm qua thì tự danh lại tham gia gom hàng lại đến 1.399 tỷ anh chị. Còn khối ngoại thì trong phiên hôm qua lại cũng mua nhẹ 61.65 tỷ, và trong phiên sáng hôm nay thì bán đâu đó 250 tỷ ha, cũng không phải là con số quá lớn, nhưng mà tuy nhiên cũng vẫn là một cái nhịp tiếp theo bán rồng, thì thực ra thì cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường. Rồi khối ngoại nó mua vào như là GMD, VNM, rồi bán ra là hàng đầu như là VHM, CTG, Maxan, TCH, SHB, DG, V, VIX, PDR ha. Bạn là hôm qua cái nhịp mà nó nhún xuống ấy, là họ bắt đầu họ chấp nhận họ mua lại đó, tức là quanh cái vùng đó có thể là cho phép nhún xuống một xíu nữa thì họ sẽ giải ngân mạnh hơn. Đó là cái dòng tiền mà họ sẽ quyết định cái cuộc chơi anh chị, không phải là nhà đầu tư cá nhân chúng ta. Nhìn về các chỉ số chứng khoán thế giới thì hôm nay cũng có những sự giằng co lưỡng lự thôi, và có những sự xanh nhẹ nha chị, cũng không có gì gọi là đáng quá ảnh hưởng nhiều về chỉ số ha. Đây, hồi nãy chia sẻ 10 góc nhìn về phái sinh á, trong mà từ đây đến 11 giờ cái chiều lon khá là khó. Đây là 1 2 1 2 3 31, phái sinh vẫn duy trì 30 thôi. Con vít tiếp tục đạp với nha. Vượng có tội tình chi à. Mấy cái tờ báo bên Mỹ cũng như là những cái kênh đối lập đang đưa hình Vượng khá nhiều. Xung quanh cái câu chuyện mà cổ phiếu VinFast giảm mạnh nè. Rồi liên quan tới câu chuyện kiện tụng ở bên Mỹ. Nhưng mình trong điều tích cực là thấy là cổ xe VinFast chất lượng tương đối tốt nha, quan trọng là lời lỗ không biết thế nào thôi. Kinh doanh của anh Vượng thôi, nhưng mà thấy trên đường chạy khá nhiều ha, là chạy dịch vụ khá nhiều á, đặc biệt là những cái chiếc xe tiền tỷ luôn như là VF8, VF9 đồ ha, vẫn được chấp nhận, người dùng chấp nhận để làm cho những điều đáng mừng. Họ chấp nhận một cách đồng thuận, chứ không phải là quảng bá hay là được tô như hai anh em. Có góc nhìn nào xe điện không, để đổi chủ đề xíu, lúc trường nó hơi ảm đạm. Xe điện đối với em thì xe điện cũng ok đấy, nhưng mà đối với cái tùy theo cái mức mà sử dụng của anh chị em thôi. Nhưng giống như em thì một tuần thì em mới lái một lần thôi, còn em mới lái một lần nên em nghĩ là đối với cái mức chạy của xe điện thì em nghĩ là đối với bản thân em thì em cũng sẽ không quá ưu tiên cái việc mà mua xe điện, tại vì cái chi phí nó cũng cao. VF8 1 tỷ 350 nha, giá niêm yết của VinFast nha. Còn ra chúng ta còn có liên quan tới bảo hành bảo trì rồi pin tùm lum la hết không, đóng thêm mấy gói pin này. Nếu chạy nhiều thì chắc là có thể là đóng thêm mấy gói đổi pin tùm lum. Ok, phải sinh thủng rồi nha anh chị, phải sinh thủng rồi. Mới nhúng một phát một. Thế thì chia sẻ góc nhìn sáng giờ cho mọi người là cũng không có thêm 1 triệu lon, tại chúng ta vẫn đang tồn tại khách sạn ở khung ngắn hạn, khung 15 phút. Để xem cái vùng này có trụ được hay không. Nên hậu đặt stop loss khá là ngắn, lúc 31 chắc là 29 cũng chưa lên 31 cho chúng ta lon đâu. Này là ở 28 28.6 28.7. Tám bảy rồi, phá cái hộp đi xuống rồi.
Sáng nay nước ngoài họ đã chốt gần còn một một nửa hợp đồng long còn lại rồi, ý là còn họ còn khoảng 3.000 hơn, nếu mà họ chốt hết trong phiên sáng thì khả năng phiên chiều họ sẽ thiên về xu hướng sọt để lấy vị thế F2. Nghĩ cái việc lấy vị thế F2 rất là bình thường, họ đã chấp nhận là họ đã long F2 rất là nhiều rồi thì cũng có thể kỳ vọng trong đợt sau là sẽ hồi phục lên. Ngày mai là ngày nghỉ lễ mọi người lưu ý nha. Rồi hy vọng thị trường hôm nay cuối phiên đóng cửa giá xanh đi. Chờ mấy anh em đang cầm hàng thì vui vui xíu à. Nghỉ lễ cùng gia đình, thoải mái xíu. Kỳ nghỉ lễ này ngắn Ăn nên ăn em nghĩ nó không có tích cực quá đâu. Giống như ăn dỗ vui vui à. kỳ nghỉ dài thì sẽ kỳ vọng nhiều hơn. Kỳ nghỉ dài thì em nghĩ là mọi người sẽ đi chơi xa, nó sẽ kích cầu du lịch hơn. Hôm nay sáng nay có một thông tin về cổng thông tin chính phủ đúng không? Đưa ra thông tin là Việt Nam đã được đưa vào danh sách theo dõi để nâng hạng thị trường chứng khoán của FTSE Russell ha. Ủa cái này nó đưa vào lâu rồi ta? Tin Nó đưa đang ra thay gì vậy? đổi thôi. FTSE thì là một cái nâng hạng nhỏ thôi anh chị, không có phải là một cái nâng hạng lớn đâu. Lâu đưa một cái cho vui ha, trong khi lúc nào thì chả nằm trong watchlist. Chúng Còn ta đang cái quy mô thị trường khá là lớn, là quan trọng là bây giờ hiện nay thì có những thông tin đồn mà lưu ý nha, khả năng tuần sau là có những cái diễn biến có thể là quyết định ha. Đấy, chúng ta cùng chờ xem như thế nào. Hiện nay thì thị trường đang đồn đoán khá là nhiều. lắp gáp luôn rồi. Index 30 lắp gáp hết. Rồi, thị trường đã quay về giá đỏ rồi nha. Để coi những cổ phiếu chứng khoán coi. Chứng khoán cũng đang đỏ luôn. Đa phần là đỏ nha. SI xanh nhẹ nhẹ, họ quên tham chiếu rồi. Chắc hôm nay thanh khoản rất là thấp luôn nè. Khoảng mới 3.000 tỷ thôi nha. Xin chào anh Lã Vòng Phát Sinh nha. Tỷ giá vượt 25.350 anh em vẫn mất đáy nha. Thì tỷ giá vượt nên chúng ta mới có vùng đáy đó. Nếu tỷ giá nó đang ở vùng ổn định thì chúng ta đâu có vùng mất đáy được đâu. Giống như mọi người nói câu chuyện năm 2022 đúng không? Kinh tế suy thoái tới nơi rồi, lạm phát là lãi suất tăng nên vẫn mất đáy à, nhưng mà chúng ta thấy là bắt đáy DGM10 thì đâu có gì phải lo đúng không? Quan trọng vùng giá nào hợp lý thôi, điều chỉnh chiết khấu hợp lý trong một chu kỳ nào nhất định nào đó thì chúng ta thấy ok. Đây, hôm qua thì có một số cái thông tin cũng bài báo cũng đưa ra cái thông tin về vĩ mô là tỷ giá tăng hết biên độ nhưng nhà nước còn bao nhiêu tiền để dự trữ để can thiệp vào ngoại hối đó, một cái báo trên KPF ở chương mục tài chính ngân hàng nè. Đây thì được coi là tấm đệm ổn định tỷ giá là dự trữ ngoại hối luôn lực ngân hàng nhà nước tăng cường tích trữ trong nhiều năm qua. Dữ liệu ngân hàng nhà nước công bố gần nhất cho thấy là quy mô dự trữ ngoại hối đã đạt được tới 109 tỷ rồi đô la vào năm 2021, gấp 10 lần quy mô cho gần nhất là 2021 nè. Bài báo này bị khùng rồi. Cái này chắc không không mua dữ liệu rồi, cũng không cập nhật ha. Ước tính theo dữ liệu đơn vị trong nước và IMF cùng với lượng ngoại tệ mà ngân nhà nước đã mua được trong đầu 2023. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam ước tính là tới tháng 5 2023 đạt tới một gần 100 tỷ, cũng khá là sát của mốc này thôi. Nói chung bài báo này viết con số này phải nói là rất vô trách nhiệm của nha. Nó quay lại ông Số chả liệu có cái nghĩ đâu mày ra gì. một đâu ra 100 tỷ Đây cái ngày 16 tháng 4 nè, ngày hôm qua nè, một báo báo trên KPF đẻo rồi.
Ôi, nói chung báo lá cải đưa thông tin giật tích đưa số liệu đâu đâu mấy năm trước rồi có ý nghĩa gì đâu. Bó tay luôn. Nhiều lúc mọi người đọc báo cẩn thận ấy nha. Mấy báo này nó cũng không có bỏ tiền mua số liệu đâu. Mà viết như đúng rồi ha. Bắt đầu cóp nhặt tùm lum Google dịch từ lưu dưa hết. Đưa IMF tùm lum vô thì dữ liệu khá là cũ rồi. Nhiều lúc không đi học sau này là nhà báo đúng rồi. Giống ông mà viết bài báo bắt anh Hưng, Hôm qua cố tình đó cả nhà. em nghĩ đó là một việc cố tình, nó chẳng ai nhầm như vậy Bốn năm bài luôn. chứ làm sao người ta là chủ tịch một cái tập đoàn đứng top 2 Việt Nam, top 2 công ty chứng khoán Việt Nam mà lại đi nhầm lẫn như vậy. Nhầm lẫn tới mấy bài báo luôn nha. Chứ không phải một bài báo. Mà trong khi cái ông Hưng bên kia là ít nhất mà người biết cổng chính phủ đã đưa rồi. Tất cả báo Tuổi Trẻ đưa rồi. Thì chúng ta phải biết mặt ông đó là như thế nào. Trước khi viết báo luôn phải tham khảo nhau chứ không thể nào mà làm một cái chuyện như vậy. Nó cũng khá phức tạp về câu chuyện về chính trị rồi câu chuyện về thao túng tâm lý trên thị trường. Đó. Mình thấy cái hồi xưa là có những thôi cái này anh kể nhiều nó đi hơi xa. Hôm nay 3 giờ sáng mới ngủ phải không? Hôm qua đạt tới 5 giờ sáng mới ngủ đó nha. Làm những công việc chấm công mà chuyên cần tùm lum rồi bên câu lạc bộ rất nhiều cái công việc khác ha. Không tên. Mệt lắm quá nha. Nhưng mà cũng cố gắng thôi. UABG tăng 12% ghê vậy. Con nào Còn ABG như mở gap up quất lên trên nóc nhà luôn ngồi luôn nè. Còn cái con ABG chứng khoán ABG. ABG Mấy con ảo cũng chảo luôn nè. Khoảng không có luôn. Mình còn ABG nhìn nhìn hài. có đâu. Ủa, hay là bị lag nè. ABG chứng khoán ABG hay là chiêu tức rồi hay gì rồi anh bác thử vô cái bảng giá thử coi hay là bên bảng giá của bên đây bị lag nè kìa ABG chắc là bên đây bị lag rồi đây hôm nay cái bảng giá bán điện của Vinarex nó có vấn đề cả nha đây cho mọi người coi nè bắt đầu mà không thôi không mọi người lại nói em đạt chấm gió ha. Đây, ABG nè, mình thấy không? Đó là nhảy nóc nhà nữa không? Hai ba lần rồi nha, anh ta F5 liên tục vẫn như vậy nha. Thấy Chết hài không? rồi. Nó làm vậy hơi căng cho nhà đầu tư đó. F5 cái nữa coi. À, vẫn vậy nha nha. Kể đi. Ủa, con game JBDF muốn vượt đỉnh nha nha. Mình thấy không? Chia sẻ cái dạy mà các anh em coi nè. 81 rồi nè. Ghê, hồi nãy mới nói 79 nè. Sáng mới nói 79 em về bờ rất nhanh. Nói chung tỷ giá chúng ta anh em nói đúng cũng không thể nào coi thường đâu. Thấy là được cái đô la index nè, nó tăng khá là nhanh DSI ha. Investing.com. Hôm qua chứng khoán Mỹ cũng đang quanh tham chiếu rồi ha. Đây index nè, nó lên 106 rồi ha, phá kênh giảm rồi. Về giá dầu vẫn đang quanh 90 đô. Giá dầu Brent á, 89 đô gì hết. Rồi, chúng ta coi Bitcoin thì tăng nhẹ xíu là từ vùng 63 đến 64 ha. Rồi, Brent đó cũng đang tăng khá là nhanh. Coi cùng ngày cũng như cái à, mọi người thấy không? Tăng ghê không? Đấy, lên cái đỉnh của trong trung hạn rồi, lên 106 rồi. Tương ứng với cái vùng tháng 11 năm 2023. Rồi, đấy. Phá kênh giảm rồi nha. Phá kênh giảm từ tháng 3 rồi nha. Đang tăng vượt thậm chí nó vượt có thể là vượt đỉnh luôn nha đô la index sau khi Fed là vẫn giữ nguyên cái lãi suất tới thời điểm hiện tại nha và các nhà đầu tư dự kiến 6 lần sau đó thì Fed công bố 3 lần thì cũng chấp nhận được nhưng mà cuối cùng thì sau những dữ liệu CPI nó hơi nóng hơn dự kiến cũng như là cái dấu hiệu việc làm dấu hiệu về bán lẻ này cũng tương đối là nóng à, cũng có nghĩa là tốt á thì khả năng là Fed tiếp tục giữ cái lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn có thể thậm chí là chỉ có giảm 2 lần thôi tháng 6 này số nhà đầu tư là kỳ vọng về giảm lãi suất chỉ có dưới 20% thôi nha so với hồi tháng 3 chúng ta thấy khảo sát là tới 50% lần nói chung là gần như là nếu tháng 6 mà không giảm lãi suất thì cũng chả gì bất ngờ hết thị trường ha thị trường chỉ có 80 chỉ có dưới 20% là kỳ vọng là như vậy thôi tin tưởng như vậy thôi còn lại
80%. Cái nhà đầu tư là nghĩ là chỉ còn 2 đợt giảm lãi suất cả nha. Cho nên hiện nay thì thị trường chứng khoán là phản ứng trước rồi. Bên Mỹ á, Arizona có những cái phiên giảm điểm tương đối là rét nha, trong phiên những phiên gần đây ha. Chúng ta coi nè. Dow Jones làm 3 quả đen 3 tuần liên tục nè. Từ vùng 40.000 xuống vùng 37.000. Đấy, chúng ta thử so sánh cái VN-Index cũng như chúng ta với Dow Jones nha. Xem Dow Jones đã điều chỉnh bao nhiêu từ vùng đỉnh rồi. Rồi, 40.000 đúng không? Rồi, chúng ta trừ đi 37.798. Đó là giảm 2.200 điểm nha. Chia cho 40.000. Rồi, mới giảm 5.5% cả nha. Rồi, trong khi VN-Index chúng ta là giảm 100 điểm. 100 mà chia cho 1.290. Rồi, là 7.7 điểm. Trời, chúng ta thấy là Mỹ nó phản ứng tiêu cực như vậy nhưng mà chỉ giảm có 5% thôi, trong khi chúng ta giảm 7.7%. Đó, còn như tương ứng một cây sàn nữa nha, một cây sàn trên thị trường chung. Một cây sàn trên thị trường chung thì chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu nó giảm khoảng gấp đôi gấp ba chuyện bình thường nha, thậm chí là nhiều cổ phiếu nó giảm 20% đấy. Trung bình thì giảm khoảng 10%. Phải hơn thị trường chung một xíu, tại vì có một số cổ phiếu trụ nó không giảm nhiều thì nó cân lại nha. Mình thấy ghê không? Dow Jones giảm 5% mà VN-Index giảm tới 7%, gần 8%, 7.7% nha, 100 điểm. 100 người chia cho 1.290, nó sẽ ra con số 7.7% nha. Giảm nhất thế giới luôn gì nữa. Như cái phiên. Ôi, hôm nay tiếp tục là rung lắc nè, giảm 3.5 điểm rồi. 1.229 B30. Phát sinh khả năng nó sẽ đi phá đáy xuống rồi. À, đúng gì đó luôn ha. Phát sinh nó đi trước luôn. 1.225. Đấy, cho nên sáng giờ chia sẻ mọi người là cũng không thèm về hướng long nha, trong ít nhất trong tới 11 giờ. Phát sinh đi bụi rồi. Giảm 4 điểm từ cái vùng cân bằng 1.230 sáng nay ha. Rồi, thị trường tiếp tục mở biên đi xuống rồi nha. Căng ha. Đây sẽ mọi người xíu là cái lời suất giá phiếu chính phủ 10 năm chúng ta là khoảng 2.8 nha. Và cũng đang trên cái đường tăng mà sau khi giảm nhẹ nó đang quay hồi phục lại quanh một đỉnh nè. Thì các ngân hàng thế giới cũng đang dự báo, các tổ chức chính thế giới trên đang dự báo Việt Nam khoảng 3% nha, 2.8-3% này cũng khá phù hợp đó. Lời suất trái phiếu chính phủ 10 năm cho thấy là hiện nay thì tăng khá là cao cũng gây áp lực tới dường chung một phần nào đó ha. Ta coi US bond 10 year. Bond yield 10 year xem như thế nào. Gây thì cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ còn cao hơn Việt Nam gấp đôi luôn. Hàng gì nước ngoài nó rút ròng nó bán hả? Đúng rồi hả? Người ta chỉ có gần 3% thôi. Trong khi chúng ta thấy là lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ nó tới 4.6% nha. Rất là nghịch lý ha. Mà lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ đang tạo đáy quanh vùng giá 3.8 nè, cũng khá là cao mà lên tới 4.6. Đó, cho nên hiện nay khá là bù lý khi có những chênh lệch như vậy ha. Khá là hài ha. Rồi, không biết anh chị còn nhớ câu chuyện chiến tranh không? Em đang nói là thực ra hai thằng đánh nhau cho vui, trả đũa cho có vậy thôi. Sau khi một cái là Iran nó bắn trong cái vùng sa mạc này nọ thôi đúng không? Cũng không có gì hết.
và bên kia tuyên bố phòng thủ thành công, giống như không bắn không được, bắn cho có lệ thôi nha. Cuộc chiến tranh nó đi qua rồi, chả nhớ làm gì nữa. Rồi thì nếu thị trường giảm thì chúng ta sẽ có những cái thông tin để chúng ta nói, đúng không? Để hợp thức hóa cái việc giảm thị trường thôi. Sau này lên 1.300 không biết có ai còn, ví dụ lúc đó tỷ giá lên 25.600, 25.700 thì không biết ai còn nhớ không nha. Nhưng cái câu chuyện mà thị trường giảm về tháng 8, tháng 11 á, đúng không? Lúc đó thì ngàn rút hút tín phiếu về đúng không? Sau này cũng hút tín phiếu về mà thị trường đâu có giảm đâu. Thì có cái chuyện rõ ràng, cái chuyện hút tín phiếu không không ảnh hưởng thị trường nhiều quá nhiều ha. Tiền nó nhiều quá nó hút về để làm cân bằng xíu chuyện bình thường thôi. Lãi suất liên ngân nó có thể là điều chỉnh lên mức bình thường, nó không có quá giảm đúng không? Điều thế là để đỡ đỡ bộ đầu cơ và đô la. Ban nay cái câu chuyện mà là nhập lậu vàng cũng là một chuyện khá đơn nhức nhối ha. Rồi câu chuyện về giá vàng nó chênh lệch khá là nhiều thế giới nè. Hiện nay thì chính phủ cũng đang đưa những thông tin để trấn an thôi, nhưng mà chưa có hành động quyết liệt quá. SJC vẫn có độc quyền về về vàng đó. Rồi chúng ta thấy là nếu là 2023 vừa rồi thì thị trường giảm về yếu tố nào, về mặt vĩ mô, anh chị có thể cho một cái trả câu trả lời được không? Chúng ta cùng nhau bàn thảo nha. Và sau đó thị trường tăng lại cuối năm thì lúc đó tỷ giá nó có giảm hay không, mà tại sao thị trường lại tăng như vậy ha? Người đặt câu hỏi như vậy, và tín phiếu nó còn hút hay không, hay là bơm ngược trở lại? Hay là chúng ta là dựa vào Dow Jones vừa lập đỉnh thời đại, chúng ta phải hồi phục lên theo Dow Jones. Nhóm hàng OCB vẫn tích cực này, còn lại nó khá ảm đạm. Nhóm chứng khoán thì không vít về 17.6 rồi cả nhà. Nhóm bất động sản khu nghiệp hôm nay thì đang cân bằng trở lại ha, à, như KBC quanh 30.5 này, rồi NHC, BGC, SC cũng đang điều chỉnh với cái đỉnh cũ qua đây ha. Đó, nhưng cái nền giá sát sát nền giá đây thì nó đang có nhiều rút chân nhẹ nhẹ vào ngày hôm qua. Tiếp theo là chúng ta có BGC, trong những phiếu họ anh Tuấn Mượt thì đầu cơ khá là cao. Đa số như con VIX, con GET hay là con BGC nào đều điều chỉnh khá là rác ha. Gần như chúng ta ăn nhất ở một cái sàn. Và gần như là chúng ta sẽ ăn trên, nếu từ vùng đỉnh thì 60 xuống 50 thì chỉnh khá là rác nha. 12 15% ha. Con GET nè. Đó. Get là tương tự 18% luôn, ghê thiệt. Con Get tìm là nghĩ là nó sẽ về vùng này thôi, nó có chiều cân bằng mà không ngờ nó tụt xuống luôn ha. Thực ra nó tụt xuống dưới thì cũng đang không có gì quá nghiêm trọng. Một cái điểm điểm khá là khó chịu con Get là gì, thường là nó sau nhịp giảm nó cân bằng rất lâu, với cái đáy hai nó tụt xuống sâu hơn nè. Đó. Đánh khá khó chịu nhưng mà nó lên lên mặt ào ào lên. Đấy, mình thấy lên mà nó ào lên một cây tăng 6.4% luôn, đấy là như đã mất rồi. Sau tiếp tục lũy này ngang lên tiếp tục những cái bull chart cho nó đại rơi tiếp. Hỏi tướng mực hiện nay đánh khá khó chịu, à thị trường đang bắt đầu móc lên dần trở lại nữa nha. Phái sinh sau khi tạo cái đáy quanh 1.226 đang bắt đầu móc lên nha, trong khung 3 phút nha. Rồi, khả năng chúng ta sẽ khoảng 10 gần 11 giờ ấy, thì khả năng thị trường sẽ có những cú hồi nào đó. Nhất cái một khách sạn 15 phút nó sẽ mất không tồn tại nữa. Rồi, theo quan điểm của em Đạt thì 1.200 này, 1.215 này đang trong cái vùng có thể nắm giữ trung hạn được. Vậy có thể canh gom những cổ phiếu về vùng giá chiết khấu hấp dẫn nha, vùng đáy trong trung hạn luôn. Rồi thì sợ có thể đánh 30% thôi, tiền thôi.
khi nó ổn định, nó tỷ giá nó hạ nhiệt gì đó thì đánh, anh thì có thêm những cái lý do để chúng ta mua cho tăng thêm. Còn chờ tăng lên cao lúc đó thì mua khó lắm, lúc đó mọi người lại bỏ qua những yếu tố vĩ mô ha. À, em quên hết rồi, bắt đầu có những thông tin tốt như câu chuyện tăng vốn, câu chuyện carrot nè, câu chuyện về nới room nè, đủ câu chuyện trên đời hết. Rồi câu cơ chuyện bản về tăng trưởng về tín dụng tốt nè, bất ngờ tốt lên, hay là câu chuyện về GDP vẫn ổn định nè, hoặc là Mỹ bất ngờ hạ lãi suất nè, chúng ta có những biến động trong những tháng tới đấy. Nhiều thông tin cả nha, thị trường chứng khoán là một trong những thị trường nó biến động khá là khó lường. Nhưng chung thận trọng trong giai đoạn này cũng cái này cũng tôn trọng kiếm mọi người thôi, nhưng mà em đang nghĩ là vùng này vẫn là vùng mà chúng ta thể làm nắm một phần thị trọng cổ phiếu được, cho đừng đứng ngoài hẳn. Người thấy hay lắm, tới lúc này thì ai cũng hỏi bán thôi, mà lúc là 1.300, 1.315 hoặc 1.290 á, là hỏi mua thôi. Trường vẫn đang xe quay trong cái biên độ 1.215 này. Sáng giờ có 3 điểm đúng không? Từ 30 xuống còn 26.7, khoảng 3-4 điểm. Ông ăn thua mấy? Nhầm kim tàu đáy nè, BUB, BB tách đỉnh nè. Giờ đẹp vẫn quá đẹp. Con giờ đẹp đánh quân tử cực kỳ nha, đánh nền trong nền rất là đẹp luôn á. Anh chị mua giờ đẹp thì yên tâm ngủ ngon luôn. Làm cây nổ lên sau đó tích lũy nền lại ha, sẽ quay trong biên độ nó thôi. Đây liên tục nền trong nền tăng khá là bền. JMF thì nhìn chung thì nó tăng, mặc dù tăng khá là cao lên vùng 81 rồi, nhưng mà cái VN nó vẫn khá thấp nha, 10 thôi ha, chứng tỏ đây là một trong những doanh nghiệp tăng trưởng khá là ổn định và đầu ngành. Cả Ninh Vũ, cả Gemalink gì ha. Hồi xưa anh làm cả bất động sản đó nha, Gemalink này, mấy năm trước á. AR vẫn đang bất tử đó nha. Rồi ta coi nhóm ngân hàng coi. Ba tăng tốt như MB, ACB, ngân hàng rồi. Ngân hàng vẫn đang giữ sắc xanh khoảng 50%. 50% thì đỏ nhẹ thôi, quanh quanh khoảng 0.5 đến 1%. Nhìn chung ngân hàng cũng đang giữ trận những nhịp khá tốt. Chắc là V30 thì có anh Vượng, hỏi anh Vượng Vít nè. Vinhome chắc là gây áp lực thôi. Vinhome giảm nè. Vinhome nó đang đi trong cái nền giá của nó thôi, đi ngang khá là khó chịu thôi. Vietjet sau một cây tăng mạnh thì hiện nay đang quay lại cái nền giá tích lũy nó hồi xưa ha. Hàng không thì đạt đánh giá không cao, tại hiện nay cạnh tranh khá là gay gắt cũng như là không có câu chuyện nhiều, biên lợi nhuận khá thấp. Trước đây chúng ta có HVN, mấy thông tin gì mà nó tăng khá là mạnh nè, coi thử. Từ vùng này tích lũy nó đang tăng lên từ 13 lên 16 nè. Giá vé máy bay gần lẻ lên. Mình lát tít rồi. Đã có những cái cổ phiếu mà mọi người đánh theo cái tính mùa vụ, em thấy cũng rất là ok nha. Tính mùa Lý vụ. do cái lý do cũng hài hài đúng không? Nghe thì có vẻ bất hợp lý, nhưng mà nếu mà nhìn về cái mặt doanh thu thì nó bùng nổ lên ấy, thì mọi người đang kỳ vọng vào cái đó chị. Giống như gần Tết anh em một số người cá nghe cá làm có quan điểm là gì gần Tết chúng ta mua thịt heo đó, BF và BA Dabaco tụi lâm
nhưng mà trong chu kỳ nó tăng là cũng anh chị em nó cũng lớn luôn. Xưa nè, nếu trước Tết chúng ta thấy là cổ phiếu của BF cũng tăng khá là mạnh. Mình nhớ là đợt đó là cũng mua thịt heo và mua bán lẻ đi siêu thị. Đây gờ đúp coi. Lâu quá không đi qua lại cái này. Ui, cũng như về mo cả nha. Về nền tích lũy nó từ tháng 9 đến giờ rồi. Căng thật. Chúng ta có những điểm mua đi gờ đúp như thế này nè. Đó, lên cái này chúng ta bán đúng không? Kêu chị bán bớt qua này trên nền này rồi. Còn nếu thủng chỗ này chúng ta phải chặn lãi rồi. 64. Đây nè, ngày 15 tháng 3 em đặt báo nha, DGDUB đã đạt target 68 nha. À, 68 đúng là bục đỉnh luôn nha. Nó liên tục có những đồng đến 68 nè. Cái ngày 15 tháng 3 nha, em đặt đã thông báo nè. DGDUB đã đạt target 68 rồi. Đó. Đây cho mọi người coi cái room mà. Share cái màn hình. Đây đây đúp nè, cho mọi người mua nè, 58 59 đúng không? Đó. Và target là 6668. Và sau đó thì em đạt cái ngày 15 tháng 3 thì cũng báo mọi người là đạt target này nha. Rồi, tới đó anh chị không bán thôi, chấp chấp nhận thôi, đúng không? Chúng ta từ bỏ chủ chịu rồi chặn lãi rồi. Thì những cổ phiếu này thì nó cũng ít kỳ chơi, nó thì đều đưa lên vậy thôi. Tại thì giá nó hơi cao, chúng ta thường là tập trung nếu mà mua những cổ phiếu quốc dân như là DG hoặc là Phát Đạt nè, hoặc là mấy con khác như nhóm ngân hàng á, nhóm thép, đó, nhóm chứng khoán thì chúng ta dễ mua hơn, tại thì giá khoảng quanh quanh 20, 30, 40 gì thôi. Còn mấy con như 5, 60, 70, 80 thì như Đức Giang nói như vậy nó cũng ít người tham gia lắm. Ta nói rất là nhiều. Lần Đức Giang này là quay vùng giá dưới 100 đúng không? Và hôm qua em đã cũng phân tích rồi. Còn Đức Giang này doanh thu lợi nhuận năm nay nó cũng bằng thậm chí là thua những cái năm trước nha. 2023 này doanh thu lợi nhuận có đi ngang thậm chí là giảm luôn. Nay Đức Giang đang có những cái câu chuyện về phá vỡ vàng cũng đang giảm nè. Ngoài ra thì đang đầu tư rất nhiều cho nên trong giai đoạn này nó khá khó khăn. Đầu tư nhà máy mới. Rất nhiều nhà máy mới nha, nhiều lĩnh vực khác nhau, Đức Giang cũng khá tham vọng. Mà như thế nào không tăng được thì chúng ta thấy là nó lên một đỉnh 2022 thì nó sẽ giảm thôi. Ở 120, 130 nha. Chúng ta rất khó kỳ vọng lên một đỉnh trong trong cái giai đoạn mà Đức Giang không tăng trưởng được. Và thị trường vẫn tiếp tục hạ nhiệt rồi, đang giảm khoảng 4 điểm rồi. Phát sinh về thậm chí về 25 luôn. 1225. Thái sinh đang giảm 5 điểm từ vùng tích lũy buổi sáng là 1230 á. Thanh khoản vẫn duy trì tương đối thấp 4.200 tỷ. Chắc giảm mua bán nữa. Không ai mua bán gì hết. Chị Ngân Nguyễn Thị có hỏi là VIX 19.6 giờ phải xử lý sao AD? VIX thì chờ lên 19 chúng ta bán thôi. Nếu chờ được nha. Con VIX thì đánh khá rác, nó thủng luôn giá 18 luôn rồi. Có thể hạ để chồng bớt. Này tiếp tục là 17.5 nè. Lâu nay tiếp tục giảm 2%. Em này cũng cho mọi người mua VIX ngay giá 19.1 rồi đúng không? Mà đang gãy nè luôn ha. Hàng về chắc phải xử lý thôi. Nhưng mà tất nhiên nó về cái vùng nền tích lũy của nó trước đó nè, mọi người thấy không? Cái này có nền tảng tích lũy khá là dài quanh giá 17.5 rồi. Đó, nếu mà không kẹt về margin, không tơ tiền thịt có thể nó gồng tiếp được ha. Thì là thủng hẳn giá 17 chúng ta mới tính tiếp. Còn nếu chị mà ở 17.5 thì phải hạ lấy chồng thôi. Khi nào nó quay lại vùng 19 chúng ta mua cover lại sau. Còn VIX này nha. Rồi đó ra cục mấy hỏi cổ phiếu nhà anh Tuấn Bực đánh khá là rác.
ghét là thậm chí thủng nền luôn, đi đi bụi luôn, ghê thiệt. À, chúng ta thường là hỏi tướng mượt nó sẽ rất là nhạy thị trường chung á mọi người. Thế thì tướng mượt điều chỉnh trước là thấy người thấy thị trường ghê ghê rồi. Hồi xưa đó, thị trường chung đang ổn định mà nhiên con này làm ba ba quả đen đúng không? Sau đó tiếp tục giảm tiếp nè. Đó về cái nền giá của nó nè. Khi nào họ tướng mượt nó hồi phục trước đó, thì khả năng thị trường sẽ có những nhịp hồi nha. Đội đội tướng mượt đánh cũng khá là khác của thị trường cũng như là khá là nhạy về những cái diễn biến thị trường chung á. Rồi thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ là với không có không không chìm trong sắc đỏ nhiều quá, nó là càng khá cân bằng nha. 196 mã phiếu tăng nè, 214 số mã phiếu giảm nha. Mà thị trường giảm 3 điểm chắc là do nhà Vin thôi. Đang cân bằng 50-50. Nhóm tăng một trong những nhóm cũng là cái nhóm cáp hay nhóm là lạ này, như là cảng biển này, EVE rồi nhóm thép đó, cổ phiếu riêng lẻ khác như nhóm đầu tư công nó cũng giảm nhiều, hôm nay cũng hồi phục nhẹ trở lại rồi. FCN nè, Đạm Cà Mau nè, phân bón hóa chất nữa cũng đang xanh nhẹ trở lại, nhưng mà gần như là xanh qua tham chiếu rồi, mở gap thì cũng như đường neo neo trên đó thôi nha. Hòa Phát nhóm thép đang xanh cũng tương đối là thấp rồi. Anh Vượng thì vẫn đang chắc là vẫn đang gây áp lực thị trường chung ha. Vít nè, Vinhome nè, Vingroup, HD Bank cũng đang giảm 1.5%. HD Bank chuyên gia vậy đó nha, lát hồi rút chân lên cho coi. Cát là về đáy luôn, ghê thiệt. Đáy của đáy luôn nha. Đáy từ năm 2002 đến giờ, 75. Rồi anh em nghĩ thị trường tao lấy qua đây chưa? Nên chia còn nhịp giảm nữa. Thế nha. Chỉ Rồi hôm mới nay có sẽ hai làm. phiên thị trường tạo đáy thì em nghĩ là chưa đâu. Và tuần trước mọi người thấy thị trường tạo đáy chỉ trong 6 phiên giao dịch thôi, và cái đáy đó thì nó không uy tín. Tuần trước 6 phiên giao dịch thị trường tạo đáy và sau đó thì có một cái cú sọc như vậy. Em nghĩ là mọi người đừng kỳ vọng cái việc mà thị trường nó tạo đáy quá nhanh. Sau một cái cú như vậy thì thị trường nó cần nghỉ ngơi và chúng ta sẽ không tranh cãi cái điều đó, và nên để thị trường nghỉ ngơi cũng như là bản thân chúng ta nghỉ ngơi anh chị, để lấy lại những cái sự bình tĩnh để đưa ra những cái chiến lược đi vốn trong giai đoạn sau. Rồi em này sẽ làm một khảo sát nha, để chúng ta coi thử tâm lý thị trường chung như nào cũng như anh em thăm dò lẫn nhau. Đó, theo anh chị thì chiều nay là phiên này phải sinh đúng không? Thị trường tiếp tục rung lắc hay là hồi mạnh nha? Hồi mạnh hay rung lắc, mọi người chỉ có hai option chúng ta lựa chọn. Đúng không? Thị trường không tăng hay giảm, không giảm tăng nó đi ngang. Hỏi chúng ta kì, rung lắc giảm điểm nè. Thì tương tự cái phiên sáng này thôi. Có nghe đỏ nhẹ đó. Hoặc là hồi mạnh nha. Hoặc chị có ý kiến gì nào thêm thì có comment thêm. Hoặc là anh chị nói là chiều sập luôn. Có thể comment thêm. Liệu thị trường chiều như thế nào có đang phát sinh ha? Gần 11 Rồi. giờ rồi chưa thấy gì thì Nhưng rõ ràng sau một nhịp giảm mạnh, mọi người thấy cái chart của một giờ của bên 30M1M nó phát sinh á, đang có những vùng khách sạn hút giá nha, hút giá lên. Hiện nay thì nó đang gần như hoàn thành cái khách sạn không 15 phút rồi, à, về 1.223, 25 này.
Đó thì sáng hôm nay có nói có chia sẻ mọi người góc nhìn này đó tới 11 giờ đấy. 10 giờ 39 mọi người nhớ không? 10:40 á. Trong khoảng 3 phút. Đó thì không ta không có thiên về hướng long đúng không? Rõ ràng sáng cũng đang nhận định như vậy. Hiện nay nó đang hoàn thành khách sạn thì khả năng nó sẽ có nhịp hồi thôi. Nhịp hồi lên trở lại. Chiều xanh chào mừng giỗ tổ chứ, sau đó rồi tiếp. Cũng được anh. Thì chiều xanh thì thứ 6 tính tiếp à. Rồi, 75% là anh em tin tưởng là chiều sẽ hồi mạnh nha. Ok, cảm ơn cả nhà nha. 80% rồi. Nghe thật. Chiều xanh chắc ngân hàng kéo tiếp thôi. Vietcombank là xanh xanh nè. Phải dùng trụng kéo chứ. Chù thì con nào. Nay cũng vít thì sẽ không ổn, nó chỉ vít rút chân này cũng mừng rồi. Vít nó chỉ cần về tham chiếu thôi chứ. Mà kép G coi thử coi. Ở con về đấy nè. Đấy. Mấy con bị Z thì mới căng mới kéo xong, bây giờ chắc ngừng rồi, kết nổi rồi. Con gác về đấy nè. Gác thì chưa hồi phục được nè. Gác chắc tôi lấy thêm. Rồi con nào ta. Con nào anh Hiển kéo không? NHB trong B30 nè. Ui, SB này là lại là về mo ha. Gây thật. Hình như là xíu. Chiều nay là hàng về cây nổ rồi cả nha. Cây nổ để cái thông tin 100 triệu cổ phiếu á. Tiền đó thì mua tới chín gần 100 triệu luôn, ghê thiệt. Anh em FOMO mua chắc mua nhiều ha. Dính ngay đỉnh 12 này em đã nói rồi ha. Cái vùng kháng cự này rất là dày, không đơn giản đâu. Tương tự với con LCG xưa nhắc đi nhắc lại anh chị em coi thằng tài chứng khoán đã biết ha. Đừng có giờ mua trên cái vùng 14.5 và ai có hàng đặt nó phải bán ra đi. Đúng không? Nhất hàng để chồng mà bán ra. Cái đỉnh này khá là dày nè. Đó, những cổ phiếu mà lần đầu nó đi lên một đỉnh nè, tại những cái đâu đến trên rồi thì cái lúc bùng nổ thì xác suất thành công rất là khó. Mà nếu thành công thì phải cần một lượng huy động lượng tiền rất là lớn nha. Không đơn giản đâu. Hôm nay rất nhiều cổ phiếu yếu như HKQ, thậm chí phá đáy đi xuống luôn, chưa dấu hiệu hồi phục. Phá đáy làm luôn hai cây sàn. Một cây 4%, một cây 7% là tương khoảng chừng 10-10 mấy% rồi, rất là ghê ha. Có những lúc nó rút xuống chắc sàn luôn á. Đóng cửa rút chân nhẹ thôi. Ghê thật. Thanh khoản nổ luôn nha. À, Quốc Cường tiếp tục tím cái nha. Trời ơi. Ghê vậy. Vượt đỉnh luôn rồi. Vượt đỉnh tháng 9 rồi. Lấy tiền ghê nha. Lấy tiền trả nợ tiền. Chứ. Trả nợ bệnh phát à. Ôi, câu chuyện mọi người có biết câu chuyện gì đi ra biển mà gì kho báu gì tùm lum không? Nhưng trong room khách hàng không, room cộng đồng thì cũng nói y xèo quá là không hiểu. Em cũng hiểu. Thì chị đi tìm kho báu. Tự nhiên cái team Cúc qua đi tìm kho báu luôn. Nhiều anh chị. Giống như hình như là lấy của truyện One Piece thì phải. Nếu mà anh chị em đọc truyện One Piece thì chắc biết, chứ còn em thì em không hiểu. Đâu đâu cũng thấy chế ảnh đó, đi tìm mà kho báu. Ok, sắp 11 giờ rồi ha, không biết là có một cái cú hồi cuối phiên hay không. Nhưng chị thả ha này mất cười. Rồi, hiện nay bất ngờ ha. Tới 78% nhà tư là nói thị trường sẽ hồi mạnh. Đó, khá là ok. Em đạt nghĩ là khả năng anh em kẹp hàng khá nhiều á, mới vote như vậy nha. Thường chúng ta cầm tiền chúng ta sẽ vote thị trường giảm, tại có lý do chúng ta mới cầm tiền đúng không? Như anh lá vọng fishing thì chắc anh bán hết rồi nha. Anh thấy là rất là tiêu cực về cái việc tỷ giá tăng lên 25.350. Đó thì chắc là anh sẽ là trong những người vote trong 30%. Trung Đắc giảm điểm tiếp thôi, khó mà lên tiếp luôn. Ừ,
Quay trở lại thị trường thì hiện tại thì VN Index như thị trường chung cũng đang khá là giằng co nha anh chị. VN Index đang giảm đâu đó là 3.7 điểm, VN30 cũng đang giảm 5.46 điểm ha. Cũng đang khá giằng co trong phiên sáng hôm nay. Tuy nhiên thì hôm nay thì cái ngày đáo hạn phái sinh thì có thể nó sẽ có những cái sự giằng co khá là nói chung là không ổn định cho lắm, nhưng mà nhìn về cái đồ thị thì theo đánh giá về VN Index vẫn có cơ hội trong vòng 2 phiên sẽ có những nhịp phục hồi trong ngắn hạn nha anh chị. Quan trọng là trong 2 phiên này lực cầu vào hay là nhịp bắt đáy hay là những cái sự bán hoảng loạn tiếp tục bán ra thì chúng ta sẽ xem xét lại những vùng kháng cự. Tuy nhiên theo một cái góc nhìn thì em đánh giá khả năng nó sẽ có những cái phiên trong vòng 2 phiên nữa có thể nó sẽ hồi về quanh 1238 nha, kéo lên vùng đó và tiếp tục nó giằng co và tích lũy trở lại một nhịp nha anh chị. Rồi hiện tại thì sáng nay thanh khoản cũng mới đâu đó là 4.666 tỷ thôi, thanh khoản cũng khá là thấp ha. Thì sau cái phiên hôm qua có một sự rút chân trở lại thì hầu như đã cho chúng ta thấy rằng cái những cái lực cầu bên dưới vẫn còn đang rất là kỳ vọng và hưng phấn ở cho trên cái thị trường này, cho nên là vẫn còn những cái sự giằng co. Tuy nhiên sau cái phiên giảm mạnh 60 điểm như vậy thì sẽ kẹp cái lượng hàng rất là lớn, những cái lực cung biên trên sẽ khá là nhiều, cho nên sẽ cần phải hấp thụ hết cái lượng hàng này sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên thị trường không thể mà kéo nhanh đi lên ngay được nha anh chị. Đoạn này sẽ khá là giằng co quanh đây. Rồi trở lại với phái sinh thì như lúc nãy em đã chia sẻ ha, cũng đang khá giằng co và nó mất cái vùng nền, có nó đã quay về cái vùng biên dưới đâu đó quanh như lúc nãy em chia sẻ có thể về quanh 1223 ha, 1223 sau khi nó phá vỡ cái vùng đáy dưới 1229 nè. Rồi VN Index thì hiện tại đang có biên hỗ trợ ở gần nhất quanh 1207 nha anh chị. Quanh 1207 hiện tại là 1211, có thể nó sẽ nhúng xuống đâu đó 3-4 điểm nữa nó sẽ có một cái biên hỗ trợ. Nhưng mà ở trong phiên sáng này, trong phiên sáng này có thể nó sẽ giằng co trở lại chỉ trong 3 nến nữa thôi, 3 nến 15 phút thì cho chỉ trong phiên sáng nữa thôi. Có thể nó sẽ test về biên hỗ trợ này và nó rút chân lên, cũng chưa có gì gọi là quá rủi ro. Nếu mà trong phiên sáng này mà không giữ được ở mức 1207 á, nó phá vỡ luôn, mất nó nằm ở phía dưới 1206, 1205 thì có thể là phiên chiều vẫn có một cái nhịp tiếp tục có những sự hoảng loạn nha. Còn tuy nhiên giữ được trên 1207 thì cái cơ hội có thể nó giằng co, nó tích cực kéo lên thì theo đánh giá cái xác suất nó cũng tương đối là cao. Xin chào tất cả các anh chị đang xem like nha. Anh chị đang xem có thể để lại cho anh em xin một like nha anh chị. Ngoài ra anh chị chưa có room tín hiệu có thể vào đường link
có gửi với phần ô chat ha, để vào room tín hiệu anh em IDP sẽ đồng hành hỗ trợ cho anh chị trong thời gian sắp tới nha anh chị. Ok, bây giờ thị trường chỉ thấy một màu đỏ anh chị ha. Quá căng. Căng quá nha. V30 cho F1M về 1233 luôn. Mất 11 giờ nha, 1233. Giảm 7 điểm rồi. Chúng ta đang có hai cái đáy ngắn ở đây ha. Trong khung 3 phút. Phát sinh ra là diễn biến trước cơ sở một chiếu rồi. Để coi thử coi. Một hai hai lăm mà. Ô sao rút chân nhanh vậy? Rút chân nhanh cả nha. Nhồi lên nó đạp xuống mà. Nhìn rõ ràng chúng ta thấy đang trong kênh sideway down ha. Những ngày hôm nay sẽ là họ, em thấy là nhà đầu tư nước ngoài họ bắt đầu là họ bán chốt hết trong phiên sáng luôn ấy. Nhưng mà chung là cái mốc 1223 này thì chắc đề nghị nên chốt lời một phần được, nếu chỉ có bị test short như sáng anh Phát nói đúng không, trong cái hộp này nè ra xuống thủng 129 chúng ta có nhiều test short, chắc là về 33 chúng ta bán một phần rồi ha, họ bán hết cũng được, ăn 7 điểm xong phiên sáng là ngon rồi. Rồi em đang stop xe ở đây nha, nhà anh Phát xe cái chạc của Phát sinh xíu. Giá anh Phát đi đâu rồi? Bắt đầu à? À, em chắc tham gia này. Rồi. Anh Phát có những cái chạc về Bujaben tập lâm nhiều góc nhìn. Ok. Thành nó test là hai đáy ngắn đúng không? 1233 đúng không? 1223 chứ sorry mọi người, 1223 nha. Đọc lộn. 1223 thì nói là anh em nên chốt lời 7%. 7 điểm nhé. Cũng giờ gầm chị giờ lên nữa, ghi giờ gầm giờ lên. Dịch lên thì có thay đổi, tuy nhiên đoạn này thì đang tạo thành cái sự hội tụ nè, đang gom lại. Đang gom lại hội tụ trở lại. Như hồi vậy. Sáng chia sẻ mọi người là móc 11 giờ đó. Trong khung 15 phút nó gom lại nè, thì đồng nghĩa với khung này cũng gom thôi. Nó so với người không 3 phút gom trước. Ô sau này bị lag nè, à 15 phút rồi. Rồi, 3 phút ấn số 3, ấn số 3, số 3. Ấn số 3 được, 3 enter ok. Rồi, đấy đang gom lại ghê ha. À. Đang hội tụ trở lại thì rách về hướng nào thì hướng đó có thể là nó sẽ đi khá là xa. Nhưng mà thêm vẫn thiên về cái kịch bản là vẫn chờ long quanh 1223.4.5 nha anh chị. Tức là những cái vùng này và có thể là lanh quanh vùng này thôi. Có khả năng nó sẽ có những nhiều nhịp hồi lên ha, bởi vì khung 5 phút nó có đang có biên hỗ trợ khá là tốt. Vậy thì chúng ta sẽ thiên về kịch bản là chốt chốt sọt đúng không? Chốt sọt 1223 để chờ thiên long. Ăn 7 điểm à, 1, 2, 3 ăn 7 điểm à. Rồi, chúc mừng cả nhà đã có những vị thế sọt. Sau khi chúng ta đã mở biên xuống à, 5-7 điểm gì đó thì tùy cái lúc chúng ta sọt cái vùng giá nào, khả năng chúng ta ăn được khoảng 6 điểm thôi. Tại thủng 29 chúng ta mới sọt đúng không? Còn nếu 30 đang ăn bằng đâu có lý do để sọt đâu. Đây tính hai đáy ngắn này. Đó, hồi nãy có nói mọi người có mất 1, 2, 2, 3, 2, 4 cho mọi người đó. Nó đã về gần quanh cái vùng 1224 rồi, có thể cũng lanh quanh vùng này 1224 cũng có thể là chốt được rồi. Nếu như anh chị giữ vị thế short ha. Và hiện tại thì có thể là chờ long quanh 1223 đến 1224 này thì vẫn có thể long được. Đoạn này thì theo đánh giá của cái biên hỗ trợ thì có thể nó sẽ giữ được, chưa quá xấu nha anh chị. Chưa quá xấu đâu. Cái nền giá thì nó dài đúng không? Người đá trước của nó, không phải liền kể liền cái giao găm không? Thì trở lại với VN Index cũng tương tự ha. Lúc sáng em có chia sẻ rồi, nó sẽ có quanh đâu đó là nhúng thêm khoảng 4 điểm nữa, thì như vậy thì hiện tại đang giảm 6 điểm. VN Index đang giảm 6 điểm, như vậy vẫn có thể nhúng xuống một chút nữa nó mới lấy lại được cái biên hỗ trợ của
cái khung đồ thị 15 phút ha, khung đồ thị 15 1, phút 2, nó 0, sẽ 6. Có cái biển hỗ trợ. Rồi. Đâu đó quanh 1206, 1207, 1206.5, 1207. Thì nên cái khách sạn này đã hết đúng không? Vừa rồi qua 11 giờ đã hết rồi đúng không? Ok, thì nói chung là trong phiên sáng và phiên sáng mà giữ được trên biên hỗ trợ này thì khá là an toàn. Qua phiên chiều thì sẽ xác nhận một cái trạng thái tiếp diễn. Tuy nhiên nếu trong phiên sáng mà nó về sớm hơn một chút á, thì cái kịch bản nó rút chân lên nó sẽ coi cao hơn. Bởi vì thông thường cái phiên đầu giờ chiều nó sẽ có những cái lượng hàng mới về, họ sẽ có những cái sự bán ra hoặc là mua vào có sự biến động rung lắc ở trong cái đầu phiên chiều ha, thông thường như vậy là vậy. Cái phiên mở biên về ha, phiên thứ hai mở biên về tài khoản. Rồi anh Hậu có nói về góc nhìn về cơ sở này, chắc là VN-Index nha. 1210 là đường cân bằng khung ngày nên khả năng khó thủng mốc 1210. Ủa anh thủng đang thủng anh, 1209 là thì anh em nói 1206 đó. Long 23, số lớp 19, TP là 34. À vẫn TP khá là cao như hồi sáng. TP vẫn 34 trung thành nha. Hồi sáng TP 36 luôn. Rồi ok anh Hậu. 23. Coi bây giờ diễn biến hóa sinh sao rồi. 1, 2, 2, 3. Ok, vẫn giữ test 3 đáy chỗ này rồi. Đó. Dù lon khá hấp dẫn ở trong cái vùng này. Hôm nay cũng thêm một dù lon thôi. Rồi anh em sọt nhớ, nhớ chốt nha. 2, 3, 2, 4 mà chốt đi. Nên nó đang 25 rồi đó. Em kim chuẩn đã rơi dầu khí rồi, nói chung là thị trường này gần như 90% cổ phiếu đang quanh quanh dao động trong mức là cộng trừ 1%, không thua. Lâu lâu còn nổi lên con giảm đẹp, còn mọi không cổ phiếu tăng mạnh top 2 top 3 cũng đang dưới 1%, thị trường quá chè luôn á. Giao dịch là khá buồn ngủ. Mới có 5.000 tỷ cái nha, trời thanh khoản về thời kỳ đồ đá luôn rồi. Thanh khoản mất khúc như vậy dễ cho biến động lớn. Thanh khoản 5.000 tỷ nếu mà bèo bèo thì chắc được 6.000 tỷ chắc chiều, không có gì biến động thì nó là khoảng 12.000, 15.000 nha. Quá bèo luôn. Mà nếu biến động chắc chắn nó sẽ có những cái cú lon sọt mạnh gì đó thì bắt đáy tùm lum hàng về đó. Như cái phiên qua thì khoảng trên tỷ đô, nhưng mà hiện nay thì thanh khoản mất khúc luôn rồi. Về tâm lý chung thì có thể nhà nhịp này thì những nhà đầu tư họ đang cầm tiền, họ đã bán hết rồi, đang cầm tiền thì đứng bên ngoài lại chưa dám mua vào khi thị trường chưa xác nhận rõ ràng. Còn đối với những anh chị mà đang kẹp hàng thì hầu như là đã chưa có cái vùng test lại cái vùng giá tốt để họ hòa vốn hoặc là cân bằng để họ hạ tỷ trọng. Cho nên đoạn này là khá là lưỡng lự, họ muốn chờ đợi thị trường xác nhận xu hướng hay là chờ đợi cho có những cái vùng giá tốt hơn để họ có thể vào lại. Cho nên thanh khoản dạo này có thể là sẽ ảnh hưởng chung những cái tâm lý và chưa có cái giao dịch mua bán nhiều. Như chúng ta đang kẹp hàng thì phải chờ có nhịp test lại thôi, chờ test lại để hạ bớt tỷ trọng. Ví dụ vậy thì cũng là những cái tâm lý chung. Cho nên ảnh hưởng khá nhiều đến cái thanh khoản trên thị trường ha. Anh Phương La Sơn nói tinh thần là anh em chuẩn bị tiền mặt nhiều nha. Rồi ok anh. Anh em chuẩn bị nhịp này để đón một nhịp nữa, tuy nhiên chưa đâu, phải nó còn phải dằn co rung lắc. Một con sóng giảm trong đó nó có rất là nhiều con sóng tăng, hồi phục và giảm là trở lại, chứ không phải là nó muốn giảm là nó sập ngay được đâu nha. Xin chào anh Tuấn Mượt nha. Anh Tuấn Mượt có lẽ là kéo em bờ được chưa? Covid này mới mua 19.1 giờ lỗ quá anh rồi. Anh nói là gần vỗ tổ rồi, lái nào đạp tổ. Phải không? Anh em nào anh em còn kẹp ghét này, còn kẹp VGC nè, liên hệ anh nha. Anh nhờ anh là kéo một cái để anh em ăn dỗ cho nó vui vui xíu nha. Tinh thần anh em chuẩn bị tiền mặt thật nhiều. Ồ, anh Phương La Sơn này
đang có những góc nhìn về thị trường có thể là tiêu cực hay gì đó. Theo anh là sao? Anh chỉ hiểu ý anh lắm nha. Bắt đáy hay sao? Hay là chờ thị trường rắc lên anh mới mua? Rồi anh em để lại một số cái nút like cho mọi người, cho cái chương trình Thần Tài Chứng Khoán nha. Chiều hơi ám đạm cho nên rất mong sự ủng hộ của mọi người. Đấy, đây đang móc lên trở lại rồi. Nó đang móc lên nha. Phải coi thử cái phái sinh coi. Phái sinh chắc là nãy kêu người chốt lon ngay chốt sọt chứ, quanh 1224. Đó, anh Phát cũng có nói nhắc lại nè. Nên lên 26 rồi. Đó, hồi nãy đi lên rồi. Ok, anh em lon 24 chưa? 24 23 chưa? 23 chắc khó, không có giá khớp nha, chắc 24 mới được. Mọi người lưu ý nha, anh em nói như cái giá này nhiều lúc nhìn thoáng qua thôi, cho nên không có căn kê kỹ cái giá khớp. Mười thử cái gia giảm 1 điểm, 2 điểm tùy nha. Quan trọng xuống chính thôi. Bởi vì thị trường luôn luôn đúng, mình sẽ đi đưa ra cái góc nhìn con số nó tương đối thôi, không thể chính xác 100% được nha anh chị. Cho nên là anh chị phải uyển chuyển ở trong cái giao dịch để tối ưu hóa những cái lợi nhuận của mình ha. Rồi, bật lên rồi thì hiện tại cái vùng cản tiếp theo nó sẽ là loanh quanh cái mức 21284 đến 1229 trở lại cái vùng này. Sẽ có một cái vùng cản nhẹ ở vùng này. Nó vượt được hay không thì chúng ta sẽ có cái xu hướng tiếp ha. Thì nếu như anh chị đã long được quanh vùng 24 thì có thể là chờ giữ và vượt ở trên vùng 21234 luôn, tức là như hồi sáng em đã vẽ nè, vượt nền này luôn thì lại có một cái điểm long mới nữa nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh Tuấn nha, anh Tuấn mực hay quá rồi. Vô tư đi on in, full margin đi. Anh sẽ kéo. Phải không anh? Mạnh Em quá đang còn số cái chắc vùng này chắc em cũng on in được rồi. À, anh em on in là 1210 nha. Nên nhân bán ta gọi là rủ anh Tuấn mực đi nhậu nha. Trả lễ anh xíu nha. Anh em nào còn kẹp vít nè, chung mình giá đi ha. Không nói giỡn, làm người cứ bình tĩnh nha, đùa cho vui thôi. Vít tay đang 17.5 về nền giá rồi, thực ra trung bình cũng tạm tạm chứ không vấn đề gì. Rồi, anh mới nói kéo xong thị trường hồi liền ha. À, anh thật có uy tín. Kéo lên 27 đây nha, phát sinh lên 27 đây nha. Đấy, từ vùng 24 đang lời 3 điểm rồi ha. Còn chị em nào mà không có chốt sọt hồi nãy như anh em khuyến nghị thì chắc là còn đâu đó khoảng 1-2 điểm nó lời thôi, thậm chí là lỗ ngược chuyện bình thường nha. Phái sinh nó đi rất là nhanh. Hiện nay nếu từ cái khung 11:15 nếu mà nó kéo hồi lên có khi kéo về tham chiếu luôn đấy, không đùa đâu. Nên vẫn thì vẫn chưa rút chân. Nhóm banh thì sao? Những bài này vẫn đang mua OCB này. Trong thị trường nó khá là giằng co. Bất chấp thị trường chung thì cổ đông Quốc Cường là cổ đông vui nhất nha. Mấy còn thậm chí cười vô mặt là thị trường chung đó. Tao vẫn tím mà tụi mày cứ mấy cái hồ bán hành hồ tới chết đúng không? Hồi chưa có câu chuyện Quốc Cường này có một cây giảm sàn bắt đầu ông nội kia là khoe xe siêu xe nha. Anh em nói là chắc bị ốp. Chắc vừa mới chốt rồi. Nhìn tiền lớn chốt đi mua xe này ha. Quốc Cường Gia Lai nè. Nhiều bất động sản Quốc Cường Gia Lai liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát đó, nay có phán quyết rồi ha. Em đẹp xem người thông tin này, chắc đọc nó đỡ em đàm xíu, còn 15 phút nữa. Rồi, cho anh chị nào chưa cập nhật thông tin nha, em đẹp cũng chưa đọc luôn, đọc xíu đi, chia xe cái chat xíu mọi người. Nên thị trường đang xuống hồi thôi, kể đi. Đây, này trên trang investing.com thì cái này nó lấy từ cái bài báo người quan sát thôi.
Tại đợt cổ đông của 2023 Quốc cường Gia Lai từng chia sẻ này, BC03 đang vào điều tra của cái này lâu hả? À, thực ra thì hiện nay tới 30 tháng 11 là có những thông tin này rồi ha. Thì cũng đang công bố cho đợt cổ đông thôi. Bất thường năm 2023 đó, thường họp đầu đầu năm cả nhà. Mà cái ngày cuối năm như vậy thì nó họp thì cũng thông báo BC03 đang điều tra dòng tiền khoảng 2.882 tỷ, y chang con số này luôn nha. Liên quan tới Quốc cường Group có dính tới rồi. Bài Thịnh Phát nè, không nè, đó, cái này bài cũ của ta. Quốc cường Gia Lai, bài Thịnh Phát. Đây, một ngày trước nè, kẹp bếp đưa nè. Anh cường đô la nha, đô la với bà Loan. Trước khi trả lại 2.882 tỷ cho Trương Mỹ Lan, tài sản của CEO Quốc cường Gia Lai tăng 1.000 tỷ sau một tháng, nhờ Quốc cường liên tục tăng trần. Ô ghê vậy, tăng 1.000 tỷ luôn. Má ơi, chắc biết mua biết bao nhiêu xe nha. Ghê thiệt. Mà nó hay nha, nó không tăng 5 phiên tục đâu. Nó tăng vừa vừa thôi, sau đó con cày update đúng không? Để đỡ giải trình. Chắc tự nó mua bán với nhau thôi nha. Ở đâu tiền lớn bán xuống mạnh như gì đúng không? Nhiều phiên tăng sốc gần đây, Quốc cường Gia Lai lên mức 15.400 ngày hôm qua đó. Nên tiếp tục tăng trần nè. Đó. Chỉ tính đến tháng 1, cổ phiếu này đã tăng 63%. Ghê vậy. Vốn hóa tăng lên 4.200 tỷ nha. Tăng trần liên tiếp, CEO Nguyễn Thị Như Loan đã tăng lên tài sản của CEO nè, hai mẹ con, một người 1.000 tỷ, một người 1.500 tỷ nha. Hôm nay tiền mặt như sau khi trả xong chắc còn mấy chục tỷ, 38 tỷ vậy thôi. Đang không nhớ không nhầm nha. Nói chung là Sunny Island đã giữ toàn bộ tài sản 65 hectare đến nay không biết để đâu. Nói chung là khá phức tạp. C03 nè, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã mời Quốc cường Gia Lai đến là đối chiếu, rất may hồ sơ không thừa, không thiếu, không mất. Ok nha, nói chung là cũng chắc không. Hôm nay thì cũng đang giải quyết xong một đề thì không biết tiền đâu. Chung mà đọc rất là nhiều thông tin để chúng ta biết nha. Mới có tiền để trả hay không hay sao, hình như có tiền trả đó mọi người. Sau khi trả xong thì tiền mặt vẫn còn 38 tỷ nha, gì đó. Đó này, nhớ một số bài báo nó có đưa gần đây. Không phải bài này nha. Ôi, nói chung phức tạp quá. Bỏ qua này đi. Nhiều con số quá, nhức đầu quá. Nói chung nắm tùm lum tà la rồi liên quan tới rồi. Vừa những thông tin bất lợi của phát đó. Mọi người thông tin xấu ra là bất lợi từ vụ án này đúng không? Là Quốc cường Gia Lai bất ngờ cháy hàng. Bài báo viết mắc cười ha. Hội đồng xét xử cũng thống nhất là tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm tài sản liên quan Phạm Thịnh Phát đứng tên sở hữu này, liên quan cái nói chung là liên quan tới những dự án liên quan Quốc cường nha. Rồi, tạm thời như vậy đi. Mình sẽ lại bản điện. Tạp quá. Rồi, em Nguyễn Phát có thông tin gì về Quốc cường Gia Lai không? Cái vụ này không? Tại sao tăng trần rồi tụi lum? Lý giải cho anh em biết à? Thông tin gì đâu, thì bây giờ mọi người cứ thấy những con nợ nợ thì nó đánh thôi. Còn em thì em không quan tâm những tin tức lắm đâu. Rồi, nói chung phức tạp quá, anh em cũng không hiểu cả nha. Cái cách mà kiếm tiền nhanh nhất, huy động dòng tiền nhanh nhất thì chỉ có lên tay mà bán cổ phiếu. Mình thấy không, tài sản của anh Cường đô la là tăng 1.000 tỷ liền ha. Ghê không? 63%. Chuẩn bị up một cái là đi mua siêu xe nha. Là như đợt trước nữa. Không, cái này là thông tin về các mạng xã hội đưa lên thôi. Cái này là nói cho vui cả nhà, chứ không phải cố tình nói bậy bạ như cả nhà thông cảm nha. Thực ra tiền một siêu xe có vài tỷ ăn thùi gì đâu. Chẳng qua là có những thông tin doanh nghiệp mà kéo lên, có những thông tin tốt chúng ta chưa biết gì thôi, hay là tăng vốn vậy thôi, là công bố. Chứ thông tin thực ra thông tin về trả nợ, dự án bị kê biên này nọ, thông tin xấu đâu có tốt lành gì đâu cả nhà. Chứ biết có tiền để trả hay không nữa đúng không? Dính về Thịnh Phát mệt lắm. Hồi xưa ông Cao Chí nè, nay là như là lãnh án tù mấy năm. Tự nhiên cái bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông này ổng hủy cái giấy tờ luôn đúng không? Những dự án của Trương Mỹ Lan nhờ để mà mua đúng không? Cao Chí đứng giữa ăn cò thôi, mà cũng không muốn làm tiếp dự án. Đó, muốn thủ tiêu luôn, khỏi giấy tờ luôn. Đinh Cao Chí là một trong những thế lực liên quan tới... nói nhiều nó không mất hay.
Rồi, cũng nói truyền thông khá nhiều nhiều nói nhiều nó không hay. Như em á. Dùng, em một nhưng ngàn mà như, nhưng mà mà mọi người thấy không, lúc cái ông này bị bắt xong nó lên ra tòa thì rất nhiều cái đơn vị truyền thông này nọ đang xin ký đồng ý ký tên, rồi hội đồng xét xử cũng đang có những cái câu biện hộ rất là vô lý, không không khách quan trong cao trí như cả nhà. Vậy các bà Trương Mỹ Lan cũng đang muốn là xin tội luôn đó, nó có những uốn khúc đây ha. Thôi nhìn chung thì ổng một trong những cái người có máu mặt trong truyền thông á, hồi xưa là chủ tịch của một cái đại học lớn của Việt Nam á. Chính xác là Văn Lan đó nha. Rồi, các em so trạng thái về Vini 18 tháng 8 2013 mà Margaret của anh những người đó thế nào? Ok, coi thử anh con Vít con ghét nào 18 tháng 8. Hồi xưa thì rõ ràng VNV đang có một cái nhịp hồi chữ V đúng không? 11 phiên là tăng vượt đỉnh luôn, ngang đỉnh đấy. Đây 18 tháng 8 rồi, tháng 8 nè, ở không giảm luôn nha mọi người. Hồi xưa nè, 18 tháng 8 này không, chỉ giảm mà gọi là chất một cây sàn, sau đó giảm tiếp một cây nữa là 3%, là tương ứng khoảng mười mấy phần trăm, nó kéo mặt vượt đỉnh luôn, ghê thật. Anh đánh hơi khác đấy, từ 16 quốc lên 20 luôn nha, bốn giá luôn, rất là kinh. Chắc không ai làm được như anh Tuấn Mượt đâu nha, trong thời điểm 18 tháng 8 này chắc là một trong những cổ phiếu top 1 về tăng giá thị trường luôn á. Bốn giờ chỉ 16, mọi người biết là tăng bao nhiêu phần trăm không? 25%. Đó, là dùng miền Trung rủ nè, anh Tuấn Mực kéo một phát lên nè, đây luôn ha. 20, ghê thiệt, từ 16 quốc lên 20, 4 giá nha. Mà cái volume nó không có tăng luôn cả nha. Volume mà đều đều chứng tỏ phiếu lúc đó thì cũng trong trạng thái tương đối là được kiểm soát rồi. Mà trước đó nó tăng mạnh thì cũng không ai muốn bán đúng không? Rồi, coi thử con vít coi. Chắc thì chèn nhau thôi, con ghét thì chèn 18 tháng 8. Rồi chèn nó, con này tăng từ 21 lên 25, 26, 5 giá cũng tương tự thôi ha. Ghê thật. Quá ngầu anh ơi. Đợt này mình kéo lên con vít này lên bè bờ là cũng đủ ngầu rồi nha. Vít kéo bè bờ cũng đủ ngầu rồi, 20 là cũng quá ngon ha. Với anh đánh vượt đỉnh 21 luôn thì chắc là bữa nào live stream chắc là em cũng like cho anh hết nha. Khỏi cần anh like cho em ha. VGC mới nói VGC tăng lên anh phát, tăng 1.4% rồi, uy tín nha. Ok anh, cảm ơn anh Tuấn nha, thật là uy tín. Nhưng mà con vít này chưa thấy uy tín lắm anh ơi, vít còn giảm 2%. Bác sinh vẫn quanh mốc là 1266.6, 1266.9. Nói chung là quanh quanh 1227. Rồi chúng ta coi thử khảo sát đi. Hiện nay thì anh em mất tự tin rồi cả nhà, chỉ còn 53% là cho rằng thị trường sẽ hồi mạnh phiên chiều sau cái cú đạp nãy nha, anh em mất tự tin luôn rồi. Chúng ta thấy rõ ràng thị trường diễn biến tâm lý này khá là nhanh nha. Lúc đầu anh em còn tin tưởng nhưng mà thị trường chỉ cần đạp xíu là anh em là mất tự tin liền, là qua được thay đổi góc nhìn liền ha. Thì cũng đúng thôi, cũng theo nương theo cái diễn biến thị trường chung thôi. Con heo ăn chuối coi sao, HAG. HAG lại trở lại 12 rồi. HAG cũng sàn như ai thôi. Gần như hơn một tuần tăng trước đó nè, quất một cây là gần như phủ nhận hết luôn nha. Công cốc luôn. Về cái đáy tích lũy của cái hộp rồi, cái hộp tích lũy đáy của nó là quanh tháng 12 đến giờ 12 đến mà cái điểm trung bình giá của cái đỉnh là khoảng 14, 12, 14 hai giá. Rồi chị đã thích HKG thì có đánh đi sideways cũng được. 12, 14 là hai giá là chúng ta chia 12 là trên 10% rồi ha, là khoảng 16% rồi, cũng không tệ đâu. Nó lên tăng lên 14 à. Vít anh gom chưa đủ em thông cảm. Rồi chắc là chị anh đạp tiếp rồi, anh gom tiếp mà. À, chắc là anh em Vít cũng tắt thở luôn anh.
Đích vừa rồi thì anh cũng thông công bố những cái đòi cổ đông tương đối tích cực ha, và nhận hàng ngàn tỷ tiếp ha. Ok, biết có thực hiện thành công hay không. Một số nền tảng à ha. Anh mượn bữa nay sử dụng AI ha. Anh Vương Đa Sơn chắc đang kẹp bít rồi. Anh Tuấn Mừng nói vậy là anh Vương Đa Sơn chắc trả hàng cho anh đi, nên kéo lên mua lại. Chứ về trong nhà anh gom hàng là đánh mệt mỏi lắm, là tan nát đời anh luôn luôn. Nói câu là anh em rồi trưa nay chắc không mất ngủ trưa luôn. Ê con BC, BC là nhiều điện phải lại nữa, đang tăng lên 3-4% này. Thôi chiều buồn ngủ nha. Alo, nó bị lỗi gì ạ? Bình thường mà ta. À, cuối giờ rồi, giao dịch vẫn rất là chậm. Rồi, để em đặt chuyển cái luồng xíu à. Làm nhiệm vụ của đồng bộ. Rồi, chúng ta còn mấy phút chúng ta kết thúc phiên phiên buổi sáng nha. Anh chị em đang coi livestream thì nhớ để nút like ủng hộ anh em nha, trong lúc thị trường ảm đạm. 10 like biết đâu thị trường chiều hồi mạnh đúng không? Để chúng ta ăn lễ nó vui ha. Nhìn cái con số coi livestream này thấy là thị trường này khá ảm đạm này. Anh chị em coi hồi là thấy buồn ngủ luôn. Chắc là nghe giống như radio cho vui thôi. Sáng nay là chả có chuyện gì để kể cổ phiếu hết. Và nói chuyện liên quan không liên quan nhiều. Giờ thị trường dằng co lơ lửng thì mua cũng hiện tại cũng không phải điểm mua, điểm mua hôm qua điểm mua giá tốt hết rồi đúng không? Chừng trong khi hôm nay bán thì vẫn chưa hồi nhiều để bán và cũng chưa có kỳ vọng test lại được cái sự cân bằng của vn index, cho nên cái thanh khoản nó cũng khá là thấp, rồi thị trường nó dằng co tích lũy quanh đây thôi anh chị. Nhưng rõ ràng chúng ta đang thiên về cái hướng lon quanh 1224 đúng không? Nay nhưng mà sau khi hồi tụ xong nó lại đi ngang tích lũy rồi. Như chả có biên độ nào hết luôn trong giai đoạn hiện nay. Nếu mọi người là short từ vùng 30 đi, hiện nay chỉ ăn được khoảng 3 điểm thôi. Chúng ta không chốt cái vùng, hiện nay khuyến nghị 24, 23 gì nha. Ăn 3 điểm thôi, không có chả có ăn thua gì hết. Và đúng rồi, thì VN30 sáng nay giảm 4 điểm thôi, VN-Index cũng giảm 4 điểm thôi, nếu tính tới hiện tại nha. Ôi, đóng cửa luôn rồi. Và chính xác là giảm 4.05 điểm. Rồi em đang sẽ cập nhật xíu mọi người nha. Thanh khoản khá là thấp luôn. Chưa chưa được 6.000 tỷ nữa. Với cái mức thanh khoản này thì tốc độ giao dịch buổi chiều nữa, chiều thì nó sẽ ngắn hơn xíu. Đó thì tối đa là khoảng 12.000 13.000 tỷ thôi, thậm chí là 15.000 tỷ nếu thị trường có biến động. Đấy. Nếu thị trường diễn ra cái phiên đáo hạn phái sinh êm đềm, hồi nhẹ hoặc là giảm nhẹ tiếp tục và dàn co quanh cái mức này. Chưa có cổ phiếu nào đột biến, ta chờ qua cái nghiệp nghỉ lễ này.
như tôi ông Vương thì khả năng thị trường tiếp tục là đi trong nguyên xe quay khá là chán nản thôi. Anh Tuấn Mực có nói là anh Phương La Sơn vít về M200 là dừng, yên tâm nhé. Ok rồi, anh em xin số nhau nha, cà phê. Biết đâu anh Phương La Sơn là cổ đông lớn hay sao, của anh là sao không? Anh Tuấn Mực kêu nói Phương La Sơn đừng có bán ra nữa nha, lại mất công anh là đỡ giá mà. Rồi, thị trường chung thì vẫn đang quanh mốc mà dạng 4-5 điểm thôi, cũng chả gì để chúng ta bàn nhiều. Hôm nay thì đa số mã phiếu rồi đang quanh tham chiếu thôi, cộng trừ tối đa 1%, không có nhiều quá. Có một số cổ phiếu đột biến như HAG, Đạt Phương, NTL thôi, còn lại là cũng không có gì. Zemadev thì cũng đang khá tích cực, Masan đang hồi phục trở lại nè. Đó, một số mã phiếu chủ khác nó đang ok từ đấy hồi phục lên. Trong khi con vít tiếp tục có những cái thông tin xấu về bên Mỹ gì đó thì có ảnh hưởng tâm lý của con vít. Nó đang giảm cùng họ nhà Vin, VRE thì nó đang ngược lại đang xanh nè. Ủa VRE rồi, VRE xanh nhẹ thôi, cũng không có nhiều. Nói chung là họ nhà Vin đang kéo thị trường xuống, nhóm ngân hàng đang cũng đang 50-50, 50 xanh 50 đỏ nha. Rồi, ok, nói chung chúng ta kết thúc phiên sáng rồi thì chúng ta còn chờ phiên chiều rồi. Khả năng là chiều thứ nhất chúng ta sẽ có những cái phiên hàng về, thứ hai là phiên hàng phát sinh. Khả năng chú ý nha, cái thứ ba là chúng ta sẽ có những cái diễn biến chúng ta cần phải quản trị rủi ro, quản trị tỷ trọng gì đó, hoặc là mua mới gì đó, thì buổi chiều thì anh chị có thể canh quan sát nha. Biết đâu có những cái cú sụt giảm mạnh nó nhúng xuống nha, như ngày hôm qua chúng ta có những cái điểm mua tốt nếu chị cầm hàng, cơ hội của mọi người nha. Còn nếu anh nó nhúng xuống tiếp thì anh chị đừng có hoảng là bán tháo vội, chờ nhiều hồi phục chúng ta và đánh giá lại thêm. Rồi, ok, xin chào cả nhà, chúc mọi người là buổi trưa ngon miệng nha, xin chào tạm biệt. Ok, bye bye mọi người. Rồi, xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng và những phiên tiếp theo giao dịch thành công. Những lúc thị trường biến động đừng quên theo dõi anh em để anh em cùng cập nhật và chia sẻ cho anh chị những cái góc nhìn của xu hướng thị trường cũng như những cái cơ hội mua bán sớm của những mã cổ phiếu nha anh chị. Rồi, thì hiện tại thì VN-Index thì thêm góc nhìn em đánh giá trong những khung đồ thị ngắn hạn vẫn đang có những cái sự mất cân bằng, và đâu đó trong phiên chiều cũng loanh quanh ở vùng này, có thể nó sẽ có những cái sự hồi phục ở trong vòng 1-2 phiên tới, nó sẽ có những cái sự hút giá về nên quanh cái vùng kháng cự gần nhất 1230 và cái vùng 1237 đến 1240 sẽ có khá nhiều cái vùng kháng cự cần phải test lại lấy lại cân bằng của đồ thị ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Rồi, trong cái nhà đã thay chỗ đá chim nha. Cái nhà thì thứ 6 khoáng sẽ trở lại mọi người nha. Rồi, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ luôn nha. Rồi, kết thúc luôn các bạn.